những cái kiến thức trong chuỗi những cái liên quan đến doanh nghiệp của chúng ta. Và trong cái chương trình BNI Business Booster ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến các anh chị một cái chủ đề, đó là quản trị thực chiến, vẽ lại chân dung khách hàng mơ ước. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón diễn giả, đó là chị Jenny Lý Hà Thu. Yên tin rằng chị Lý Hà Thu thì không còn xa lạ gì đối với cộng đồng của doanh nhân của chúng ta. Nhưng mà có lẽ có một vài điều các anh chị chưa biết đến chị Lý Hà Thu. Chị ấy đã từng là một giảng viên ngoại ngữ, điều hành các cái chuỗi trung tâm ngoại ngữ tiếng Anh các anh chị ha. Và chị đã từng là giám đốc đào tạo của chuỗi khách sạn Sofitel Luxury thuộc tập đoàn Toàn Accor. Và chị cũng là một thạc sĩ NLP. Và không để cho các anh chị chờ lâu, chúng ta hãy đánh thật nhiều vào trong ô chat số 2 các anh chị, để chúng ta cùng chào đón chị Jenny Lý Hà Thu trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị. Vâng, xin chào toàn thể các anh chị ạ. Xin chào chị Lý Hà Thu. Nồng nhiệt chào mừng các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc các anh chị em chúng ta sẽ có một buổi tối tràn đầy năng lượng và vô cùng hiệu quả trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn những chàng số 2 rất tuyệt vời của các anh chị ạ. Và ngay sau đây thì tôi xin phép sẽ được share màn hình để chúng ta sẽ cùng nhanh chóng đến với chủ đề của chúng ta. Và tôi biết rằng là rất là nhiều anh chị em chúng ta cũng đang vào Zoom lần lượt dần dần ạ, để chúng ta có được cái cùng với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, chủ đề của chúng ta thì chị Lương Yên cũng đã vừa mới chia sẻ với chúng ta rồi. Vâng, chắc chắn là cũng không có... để tôi share cái màn hình lớn hơn một chút ạ. Rồi, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì cũng không xa lạ với các anh chị nữa, bởi vì trong những tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã biết đến cái tên gọi này rồi. Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây chúng ta đang là chủ doanh nghiệp, các anh chị có thể gõ số 3 vào ô chat được không ạ? Vâng, bao nhiêu trong số các anh chị đang là chủ doanh nghiệp, chúng ta hãy gõ thật nhiều số 3 vào ô chat giúp chúng tôi ạ. Vâng, tuyệt vời ạ, cảm ơn sự tương tác rất tốt của các anh chị ạ. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là Quản trị thực chiến, vẽ lại chân dung khách hàng mơ ước. Vâng, khi nói đến quản trị thực chiến thì trong đầu của chúng ta các anh chị hình dung lên điều gì ạ? Đã nói đến quản trị thực chiến thì nó khác với quản trị lý thuyết thì ở cái chỗ nào ạ? Các anh chị có thể gõ vào ô chat được không ạ? Chúng ta làm quen và chúng ta warming up đầu giờ ạ. Chúng ta có thêm năng lượng với nhau hơn ạ. Ok, đôi nét một chút về Thu thì vừa rồi thì chị Lương Yên cũng đã chia sẻ rồi. Thế nên là Thu xin phép sẽ đi rất là nhanh phần này ạ, bỏ qua phần này đi. Chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào phần nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay ạ, các anh chị thân mến ạ, chúng ta không có học một cái gì mới, chúng ta cũng không có thêm bất cứ một cái gì mới, nhưng chúng ta sẽ cùng với nhau khám phá lại những điều mà chúng ta đã biết ạ. Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý với tôi rằng là khi có những cái điều mà chúng ta biết rồi nhưng mà chưa chắc chúng ta đã làm được thực sự là đạt được cái kết quả như chúng ta mong muốn ạ. Nếu các anh chị đồng ý với tôi thì cũng gõ chữ y dài vào chat đi ạ. Có những điều mà chúng ta biết rồi nhưng mà chưa chắc, đúng rồi ạ, chưa chắc chúng ta đã có thể là làm được, đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Như là ý chúng ta, giữa cái việc mình biết này, mình hiểu này, mình làm được này và mình làm một cách thuần thục và ra kết quả thì nó hoàn toàn khác nhau rất rất là nhiều luôn. Và khi mà chúng ta cùng nhau khám phá lại những điều mà chúng ta đã biết đó thì ở chúng tôi có một cái thuật ngữ ở Action Code ạ, nói rằng là những cái điều mà chúng ta đã biết đó được gọi là điểm mù của sự hiển nhiên ạ. Một cái điều gì mà chúng ta đã biết nhưng mà chúng ta làm chưa tới, chúng ta làm thực sự là nó chưa mang lại cho chúng ta cái kết quả như mình mong muốn. Rồi ạ, hoặc là trong ngày hôm nay ạ, có những cái điều mà các anh chị đã biết rồi nhưng mà đâu đó mình bị quên mất lâu lâu rồi chúng ta không có sờ đến nó, hoặc là chợt nhớ ra, hoặc hôm nay trong cái quá trình mà chúng ta ngồi cùng với nhau ạ, trong một buổi tối thứ sáu cực kỳ là tuyệt vời ấm áp như thế này ạ, thì chúng ta chợt nhớ ra hay là há ra, wow ra, thì đó cũng được gọi là điểm mù của sự hiển nhiên. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng với nhau đi tìm hay khám phá lại những cái điều mà chúng ta đã biết mà thôi ạ. Nếu các anh chị đồng ý với tôi rằng là hôm nay không có ai dạy ai gì cả, hôm nay chúng ta chỉ là chia sẻ cùng với nhau và chúng ta sẽ là một cái không gian trao đổi mở để chúng ta cùng nhau trao đổi và chia sẻ, thì các anh chị hãy gõ giúp tôi thật là nhiều số 6 vào ô chat ạ. Và một con số 6 với rất là nhiều lọc ạ, để chúng ta tăng cái năng lượng cho nhau lên ạ. Vâng, rồi, rất tuyệt vời ạ. Cho đến giờ phút này là chúng ta đang có 139 anh chị đang ở trên Zoom rồi ạ. Nên nhìn thấy rất rất là nhiều sự tương tác của các anh chị rồi.
Vâng, ở đây ạ, có một câu nói mà tôi muốn được bắt đầu trong chương trình ngày hôm nay ạ. Đó là một câu nói của Jim Rohn. Jim Rohn có một câu nói rằng là đừng ước cuộc sống dễ dàng hơn, hãy ước là mình giỏi hơn. Cái câu chính xác là đừng ước mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, nhưng mà hãy ước là mình giỏi giang hơn. Đừng ước là mình gặp phải ít vấn đề hơn, nhưng mà hãy ước là mình thông thái hơn. Vâng, bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý với tôi rằng là trong cuộc đời này có quá nhiều thứ mà chúng ta có rất nhiều vấn đề, mà chúng ta chỉ có mỗi một cách duy nhất là ước mình giỏi hơn và đứng cao hơn vấn đề để mình giải quyết nó tốt hơn. Nếu anh chị đồng ý thì gõ số 2 vào chat ạ. Vâng. Ok, đó là điều mà tôi muốn bắt đầu ngày hôm nay với một câu nói của Jim Rohn. Và trên màn hình ạ, thì chúng ta có một cái hình ảnh của một con thuyền ạ. Nghĩ đến con thuyền ạ, thì các anh chị nghĩ đến điều gì ạ? Hình ảnh con thuyền ở trên màn hình ạ, thì làm cho chúng ta mường tượng ra điều gì ạ? Các anh chị có thể gõ vào ô chat được không ạ? Chúng ta gõ đi ạ. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh một con thuyền, dạ vâng, chúng ta nhìn thấy sóng gió thuận buồm xuôi gió, tuyệt vời ạ. Còn gì nữa không ạ? Ra khơi, đúng rồi ạ. Sóng gió gì nữa? Vượt biển, doanh nghiệp và thị trường, tuyệt vời ạ. Adventure, good. Sóng gió ạ, ra biển lớn ạ, cần thuyền trưởng ạ, tuyệt vời ạ, lướt sóng ạ. Và với hình ảnh con thuyền ạ, khi chúng ta nhìn thấy một con thuyền như thế này ạ, theo các anh chị thì có ai đóng thuyền mà để nó ở trong cảng không ạ? Có ai đóng thuyền mà để nó trong cảng không cho ra khơi không ạ? Bản chất con thuyền, sứ mệnh của nó sinh ra là phải để ra khơi. Đúng rồi, không có ai đóng thuyền mà lại để nó ở trong cảng hết ạ. Đúng rồi, và đóng thuyền thì phải cho nó để ra khơi ạ. Và nhưng khi mà nó ra khơi ạ, đi đánh bắt xa bờ, đúng rồi ạ. Khi nó đi ra khơi thì chắc chắn rằng là nó sẽ có những lúc gặp sóng, gặp gió, gặp bão. Đúng không các anh chị? Thuyền càng to thì sóng gió càng lớn, gọi là thuyền to thì sóng cả. Và nếu như doanh nghiệp của chúng ta cũng được ví như một con thuyền ạ. Nếu như doanh nghiệp của chúng ta cũng được ví như một con thuyền thì có ai mở công ty ra mà lại không muốn nó phát triển không anh chị? Đương nhiên rồi ạ, cũng không có ai mở công ty ra mà lại mong muốn rằng là nó không phát triển hết. Thế nên là ai cũng mong muốn nó phát triển. Vậy thì khi chúng ta mở công ty ra thì mỗi một người chủ doanh nghiệp ạ, chúng ta cũng chính là những người thuyền trưởng. Tôi mặc nhiên ở đây rằng các anh chị em chúng ta đều là những người chủ doanh nghiệp. Xin phép cho phép tôi được mặc nhiên điều đó. Và tôi tin rằng là tất cả chúng ta ngồi đây đều là những người lãnh đạo. Chúng ta không lãnh đạo doanh nghiệp thì chúng ta cũng lãnh đạo chính bản thân mình ạ. Khó nhất trong cuộc đời này, ai trong số các anh chị đồng ý rằng là khó nhất trong cuộc đời này là lãnh đạo bản thân ạ? Nếu các anh chị đồng ý cũng gõ chữ y dài vô chat đi ạ. Khó nhất trong cuộc đời này là lãnh đạo bản thân ạ. Mà ở Hà Nội, đặc biệt là miền Bắc ạ, vào những cái ngày mà mưa, gió, rét và lạnh ạ, mà lại còn phải dậy sớm ạ, mà rồi lại còn phải đi họp BNI ạ, thì cái sự lãnh đạo bản thân vào thời điểm này là cái lúc mà nó cần phải đấu tranh với nhau nhiều nhất, đúng không các anh chị? Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy lợi ích của cái việc là chúng ta đi họp thì chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều những người đồng đội của mình, và chúng ta trao được những cái giá trị cho đồng đội của mình ạ, thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều ạ. Và Thu cũng là một thành viên của BNI vào ngày 8 tháng 1 năm 2012 chính thức trở thành thành viên của BNI, và tại thời điểm đó thì cũng là thời điểm mà tôi là thành viên của gọi là gì, là khách mời ạ, và đúng ngày ra mắt ạ, ngày lễ ra mắt của BNI Amazing Chapter ạ. Và cho đến giờ phút này thì ở BNI từ năm 2012 cho đến bây giờ, thế nên là tình yêu với BNI thì cũng vô cùng biết ơn BNI. Vâng ạ, các anh chị hãy thả tim, hay các anh chị hãy thả thật nhiều số 8 nhỉ, để chúng ta thể hiện sự biết ơn của chúng ta đối với BNI ạ. Rất là tuyệt vời ạ, khi chúng ta ở đây ạ. Đỉnh cao của BNI đó là những sự kết nối ạ. Và cũng cảm ơn BNI, biết ơn BNI ạ. Thay mặt cho các anh chị em đến từ Action Coach, tôi thì có may mắn là năm 2015 thì tôi cũng bắt đầu trở thành một nhà huấn luyện doanh nghiệp của Action Coach từ ngày 13 tháng 6 năm 2015 thì chính thức nhận được license, tức là giấy phép được trở thành nhà huấn luyện doanh nghiệp trên toàn cầu, và chính thức được huấn luyện trên, trở thành nhà huấn luyện trên hơn 80 quốc gia. Và trong suốt hành trình gần 7 năm qua ở Action Coach thì cho đến giờ phút này thì tôi cũng đang phụ trách toàn bộ chuyên môn của Action Coach ở gọi là Action Coach C, tức là khu vực Đông Nam Á và
ở Việt Nam, đặc biệt là ở Việt Nam rồi đấy, chúng ta rất là thân thuộc với nhau rồi ạ. Và một cái firm cũng rất là đặc biệt, đó là firm đại diện nhượng quyền của Action Code tại Việt Nam, được gọi là firm Lotus, Action Code firm Lotus. Và chúng ta sẽ quay trở lại với cái hình ảnh của con thuyền nhé. Khi mà chúng ta là, khi mà một con thuyền được ví như là một doanh nghiệp ạ, vậy thì doanh nghiệp của chúng ta, người đứng đầu của doanh nghiệp cũng chính là người chèo lái cái con thuyền đó. Và khi mà con thuyền của chúng ta ra khơi thì đương nhiên rồi ạ, chúng ta không thể ngăn cản gió, không thể ngăn cản sóng ạ. Và ai trong số các anh chị đồng ý rằng là trong cuộc đời này chúng ta không thể nói rằng là này biển ơi đừng có dừng sóng, đừng ngừng sóng lại đi ạ. Thay vì ngừng sóng lại thì chúng ta có phải là chúng ta sẽ học cách nhảy sóng không các anh chị? Anh chị có đồng ý là chúng ta không không thể ngăn cản được sóng, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể quyết định cái cách chúng ta nhảy sóng như thế nào, hay cách chúng ta học cái cách vượt lên, vượt sóng như thế nào, có không? Vâng, các anh chị gõ số 9 vào ô chat đi ạ. Rất tuyệt vời ạ. Vậy thì lãnh đạo doanh nghiệp trong cái thời kỳ bình thường ạ, thì nó đã rất là thách thức rồi ạ. Nhưng mà lãnh đạo doanh nghiệp ạ, trong cái giai đoạn bình thường mới bây giờ ạ, nó còn thách thức hơn rất rất chi là nhiều ạ. Và vì là lãnh đạo doanh nghiệp trong cái giai đoạn này nó thách thức hơn rất là nhiều đó. Thế nên là chúng ta cũng rất là biết ơn BNI, một cái tổ chức mà đã giúp dành cho chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta xích lại gần nhau hơn, và chúng ta gắn kết với nhau nhiều hơn, chúng ta giúp đỡ nhau nhiều hơn trên cái tinh thần là Givers Game. Chúng ta sẽ cùng nhau một chút trao đổi và suy ngẫm xem nhé. Chúng ta đây là một cái không gian trao đổi mở, ngay từ đầu thì tôi cũng đã chia sẻ rồi. Vậy thì các anh chị sẽ gõ nhiều hơn vào ô chat giúp chúng tôi những câu trả lời sau đây ạ. Câu hỏi đầu tiên của Thu đó là thách thức của doanh nghiệp anh chị hiện nay là gì ạ? Câu hỏi số 1 ạ. Thách thức hiện nay của doanh nghiệp hay là của công ty của chúng ta ạ, của công ty của các anh chị tại thời điểm này nó đang là gì ạ? Chúng ta cùng trao đổi, suy ngẫm và lắng nghe lẫn nhau ạ. Nguồn tiền ạ. Cảm ơn anh chị, cảm ơn anh Trung. Tiếp đi ạ. Thách thức hiện nay của doanh nghiệp của các anh chị hiện nay đang là gì ạ? Chúng ta đang phải đối mặt với điều gì ạ? Dịch Covid rồi, chúng ta sẽ nói về những điều tích cực hơn. Vâng, chúng ta đang thách thức bởi nguồn vốn, bởi khách hàng. Chúng ta sẽ không dùng từ khó khăn đúng không? Chúng ta sẽ dùng từ thách thức ạ. Thách thức thì sẽ tạo sức bật ạ. Vâng, thách thức bây giờ là quản trị nhân sự ạ, nhân viên không tập trung, rồi ảnh hưởng nhiều thứ, thiếu khách hàng vân vân. Bây giờ câu hỏi thứ hai của Thu đó là mục tiêu lớn nhất ạ. Câu hỏi thứ hai đi ạ. Mục tiêu lớn nhất của công ty của các anh chị hiện nay là gì ạ? Nếu như thách thức của chúng ta là những thứ chúng ta vừa liệt kê xong rồi ạ, khách hàng hạn chế, đúng rồi, thì bây giờ mục tiêu lớn nhất của doanh nghiệp của chúng ta bây giờ là gì? Mục tiêu ạ, đổi mới ạ. Rồi mục tiêu của chúng ta là gì nữa ạ? Nhiều thứ nó muốn mất vốn của chúng ta. Rồi ạ, duy trì doanh nghiệp, chính xác ạ. Tồn tại, mục tiêu bây giờ là phải tồn tại đã, đúng rồi ạ. Nâng cấp hệ thống, duy trì tái cơ cấu ạ. Nhân viên được làm việc tự động ạ, công ty ổn định, đổi mới, duy trì tồn tại. Tôi nhìn thấy rất là nhiều cụm từ là duy trì cột tồn tại ạ, dòng tiền luôn dương ạ, vân vân. Vâng, nâng cấp cơ sở sản xuất, các anh chị đang tương tác rất tốt ạ. Vâng, xin mời các anh chị, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Mỗi một câu hỏi như thế này là những câu hỏi chúng ta đang tự trả lời cho chính mình ạ. Và cùng với tôi ngày hôm nay, cho phép tôi được phép trở thành một nhà huấn luyện của các anh chị ít nhất trong 2 giờ đồng hồ tới ạ. Nếu như các anh chị đồng ý thì các anh chị hãy gõ chữ Y dài vào ô chat được không ạ? Trong 2 giờ đồng hồ tới, từ nay cho đến hết 2 giờ đồng hồ tới, thậm chí hơn, thì chúng ta sẽ, vâng, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta chỉ có dành thời gian 100% tập trung cho nhau mà thôi ạ. Vâng, và tôi xin phép sẽ trở thành nhà huấn luyện của các anh chị ít nhất là trong một khoảnh khắc tới đây ạ. Và câu hỏi thứ 3, cảm ơn các anh chị đã cho phép điều này. Câu hỏi thứ 3 ngay bây giờ đó là làm sao để chúng ta có thể cạnh tranh được thành công. Các anh chị hình dung là tại thời điểm này có những cái doanh nghiệp mà có những doanh nghiệp họ thực sự là bị ảnh hưởng, nhưng cũng có những doanh nghiệp đâu đó họ lại không những không ảnh hưởng mà họ lại còn làm tốt hơn bình thường nữa. Thế thì tại sao, xin lỗi, làm thế nào để chúng ta có thể cạnh tranh được thành công ạ? Nói đến kinh doanh thì chúng ta đâu đó chúng ta cũng nói về cái câu chuyện thị trường ở ngoài kia, nó vẫn có cái sự cạnh tranh. Ở BNI chúng ta thì thay đổi cách thế giới làm kinh doanh, chúng ta không có cạnh tranh, nhưng mà thực tế ở bên ngoài xã hội kia vẫn có. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể để chúng ta có thể cạnh tranh được thành công, hoặc chúng ta có thể vượt lên được đối thủ ạ? USP của mình hay là chính là thị trường ngách, tuyệt vời ạ. Còn gì nữa không các anh chị? Bây giờ ạ, chúng ta bắt đầu hơi trầm xuống một tí rồi đúng không các anh chị? Và làm thế nào để chúng ta có thể vượt lên đối thủ cạnh tranh của mình ạ? Chuyển sang thị trường phụ, và chuyển sang cái thị trường nào nó phù hợp với mình hơn, chính xác ạ, khác biệt
và tập trung vào chất lượng, tập trung vào thương hiệu. Tiếp tục đi các anh chị, tiếp tục đi ạ. Chúng ta đang tương tác rất tốt ạ, bán như nhu cầu thực tế, đúng rồi ạ. Chúng ta phải đổi mới nhiều hơn để cạnh tranh thành công, chính xác. Tập trung vào công nghệ, quảng bá tốt gấp 20 lần hiện nay. Quảng bá tốt là đúng rồi ạ, nhưng mà trong thời điểm hiện nay mà chúng ta bỏ tiền ra để quảng bá thì cũng hơi nguy hiểm một chút, bởi vì là dòng tiền của chúng ta cũng sẽ bị đe dọa một chút, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải quảng bá bằng cách nào thì lát nữa chúng ta sẽ cùng tập trung với nhau theo hệ thống action code ạ. Cảm ơn các anh chị. Vâng, và nhân hiệu của người chủ doanh nghiệp vân vân, tạo sự khác biệt. Cảm ơn các anh chị. Làm thế nào để cạnh tranh được thành công? Tất cả những cái câu trả lời của các anh chị ạ, chúng ta đang tự trả lời cho nhau và chúng ta cũng đang cùng nhau học hỏi lẫn nhau ạ. Các anh chị có đồng ý với tôi trong quan điểm rằng là trong cuộc đời này thì chúng ta không thể, cuộc đời không đủ dài để học hết từ những cái thành công của mình hay những cái thất bại của mình, mà chúng ta đâu đó đôi khi chúng ta cũng học cả từ những thành công và chưa thành công của những người đồng đội của mình. Các anh chị có sẵn sàng điều này không ạ? Vâng, hãy gõ chữ Y dài vô chat đi ạ. Yeah. Cuộc đời không đủ dài để học hết từ thành công và không thành công của mình đâu. Hãy học cả từ những cái thành công của người khác, của đồng đội của mình và những cái điều chưa thành công ạ. Chúng ta biến những cái điều mà bất lợi trở thành rất lợi trong những cái thời điểm này ạ. Chúng ta hãy học nhau nhiều hơn ạ. Để chúng ta vượt lên sự cạnh tranh thành, để chúng ta cạnh tranh thành công, chính xác chúng ta cần phải đổi mới ạ. Và chúng ta có những cái thị trường ngách hay là chúng ta tìm ra được những cái lợi điểm bán hàng độc nhất của mình, đồng ý với các anh chị. Và câu hỏi số 4 ạ, đó là sự đổi mới. Vậy thì các anh chị, chúng ta đang nói về đổi mới mà, vậy thì đổi mới và khác biệt thì đến từ đâu ạ? Rồi, câu hỏi tiếp theo để chúng ta cùng nhau suy ngẫm ạ. Đổi mới và khác biệt thì đến từ đâu ạ? Chúng ta đang lắng xuống một chút để tư duy một chút ạ. Sau đó các anh chị lại gõ về ô chat giúp tôi ạ. Đổi mới và khác biệt trong doanh nghiệp của mình thì đến từ đâu ạ? Và sự đổi mới và khác biệt của doanh nghiệp của anh chị đến từ đâu ạ? Bản thân người chủ doanh nghiệp, chính xác rồi ạ, từ trí tuệ, tuyệt vời, cải tiến sản phẩm và dịch vụ, tư duy của người chủ doanh nghiệp, tất cả những điều các anh chị đang gõ lên ô chat rất tuyệt vời ạ. Và đó chính là những cái câu trả lời tuyệt vời nhất cho những người đồng đội của mình ạ. Chúng ta hãy đọc tất cả những ô chat, những cái tin nhắn, những cái lời chat tuyệt thoại trên này ạ. Đào tạo huấn luyện nhân viên liên tục ạ, nguồn lực của doanh nghiệp, người chủ doanh nghiệp, chính xác ạ. Đổi mới ạ, sự đổi mới hay là khác biệt, cái đầu tiên là đến từ cái người đứng đầu ạ, từ top down ạ. Nhưng mà bên cạnh đó ạ, đôi khi ạ, sự đổi mới đến từ con người, chính xác. Cảm ơn các anh chị. Con người chính là tài sản, con người là người rất là gọi là gì nhỉ, đội ngũ cực kỳ là quan trọng, là một cái yếu tố vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp của mình. Nhưng mà con người phù hợp ấy là những con người có thể mang đến cho chúng ta những cái sự đổi mới và khác biệt. Và trong cái thời điểm này, lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn là làm sao để chúng ta có thể tương tác được nhiều hơn với đội ngũ của mình để cho họ đưa ra được những cái đổi mới và sáng tạo đến từ nhân viên các anh chị nhé. Vâng, vậy thì ai sẽ là những người mang lại ý tưởng sáng tạo cho doanh nghiệp của mình ạ? Đội ngũ tuyệt vời ạ. Tập trung vào sản phẩm chiến lược thì cũng là đổi mới sáng tạo đến từ đó. Đổi mới sáng tạo đến từ lãnh đạo ạ. Lãnh đạo là tạo gương. Cảm ơn các anh chị. Vâng, vậy ai sẽ là người mang lại ý tưởng sáng tạo cho doanh nghiệp của mình ạ? Ngoài người chủ doanh nghiệp ra thì khách hàng cũng chính là người mang lại ý tưởng sáng tạo cho công ty của mình. Tuyệt vời ạ. Nhân viên, khách hàng, nhu cầu của khách hàng ạ. Đối tác, B&I, tuyệt vời. Đội ngũ nhân viên, các anh chị đang trả lời rất đúng rồi đấy ạ. Những người mà mang lại ý tưởng sáng tạo cho chúng ta đó là những người xung quanh mình, thị trường, chính xác luôn. Đối thủ, đúng rồi, cảm ơn đối thủ. Đôi khi chúng ta cũng phải học cả từ đối thủ nữa luôn. Chúng ta đi tiếp, câu hỏi số 6 ạ. Đó là người tài trong doanh nghiệp được hiểu là như thế nào ạ? Báo chí nữa, thị trường mục tiêu, cảm ơn các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi số 6 ạ. Câu hỏi số 6, đó là người tài trong doanh nghiệp nghiệp thì được hiểu là như thế nào? Theo các anh chị, thế nào thì được gọi là một người nhân viên có tài ở trong công ty của mình ạ? Nhân viên có tài trong công ty của mình đó là vượt qua vượt qua trong khó khăn ạ. Thế còn gì nữa không anh chị? Thế nào được gọi là nhân tài hay là người tài trong công ty của mình ạ? Vâng. Biết làm việc đội nhóm, hoàn thành tốt công việc, những người có năng lực, có kinh nghiệm, những người giỏi kiến thức chuyên môn ạ. Tiếp tục đi ạ, xử lý tốt mọi tình huống ạ. Người kết nối được đội ngũ được gọi là người tài ạ. Hiểu rõ công việc, người thoạt đầu thì làm được, người làm được theo format đúng không ạ? Sau đó thì sáng tạo, rồi người có tư duy sáng tạo và không ngần ngại khó khăn, chính xác ạ. Vượt qua nghịch cảnh, làm tốt, rồi
làm tốt việc của mình ạ và giúp đỡ người khác. Một cái người tài ở trong doanh nghiệp của mình, bao nhiêu trong số các anh chị muốn cập nhật một cái định nghĩa rất mới về người tài ạ? Hiện nay trên thế giới người ta đang định nghĩa như sao ạ? Nếu các anh chị mong muốn nhận được cái định nghĩa rất mới về người tài trong doanh nghiệp được hiểu là như thế nào ạ, thì các anh chị sẽ gõ chữ Y dài vào ô chat giúp tôi ạ. Yeah. Ở trong một cái cuốn sách cũng rất đặc biệt, rất mới, cuốn sách này chưa được dịch sang tiếng Việt, và các anh chị có thể search và mua nó ở trên Amazon ạ. Cuốn sách có tên gọi là The Founder's Mentality. Và ở trong cuốn sách này người ta còn nói rằng là người tài trong doanh nghiệp ạ thì được gọi là như sau ạ. Và ba cái yếu tố này, ba cái tiêu chí hay ba cái yếu tố này người ta gọi là bộ gen tăng trưởng. Những cái người nào mà chứa được ba cái yếu tố nằm trong bộ gen tăng trưởng này thì những người đó được gọi là người tài trong doanh nghiệp. Cụ thể như sau ạ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé, sẽ không có trên màn chiếu đâu ạ, bởi vì tôi cố tình như vậy để chúng ta có thể là tập trung và tương tác với nhau nhiều nhất có thể ạ. Cái yếu tố đầu tiên ạ, bộ gen tăng trưởng đầu tiên mà được gọi là yếu tố số 1 trong việc được nhận định đó là người tài trong doanh nghiệp, đó là tư duy làm chủ ạ. Cái người nào mà có tư duy làm chủ ạ thì người đấy được gọi là có bộ gen tăng trưởng, tức là một phần của bộ gen tăng trưởng. Đấy là tư duy làm chủ. Tư duy làm chủ ở đây được hiểu là họ làm chủ tất cả mọi vấn đề ở trong công việc, làm chủ vấn đề trong cuộc sống của họ. Họ luôn gánh trách nhiệm, chịu trách nhiệm. Và họ thậm chí là gánh trách nhiệm có nghĩa là đôi khi không phải, tức là nhiều khi đồng đội của họ làm không phải là tốt, nhưng mà họ cũng sẵn sàng gánh trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho điều đó. Bởi vì họ nghĩ rằng là họ không teamwork đủ, hoặc là họ sẽ tự biết cách tư duy tích cực để họ điều hướng tư duy cho chính mình. Và cái việc nữa đó là chịu trách nhiệm. Khi mà mình tự làm thì đương nhiên mình phải tự chịu trách nhiệm rồi, gánh trách nhiệm, chịu trách nhiệm và tự làm chủ tất cả mọi vấn đề. Thì tư duy làm chủ, những người nào có tư duy làm chủ thì người đấy chính là người tài của doanh nghiệp. Và bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý với tôi rằng là doanh nghiệp của mình khi chúng ta mở ra, nhưng chúng ta rất mong muốn rằng nhân viên của chúng ta coi doanh nghiệp của mình chính là công ty của chính họ, và họ làm như thế họ đang làm cho chính họ, thì các anh chị gõ số 2 vào chat đi ạ. Cái này cũng giống như tư duy khi mà chúng ta tham gia vào BNI, một thành viên BNI tích cực là một thành viên BNI coi chapter của mình chính là, đây chính là chapter của tôi, chứ không phải chapter của ai cả, mà tốt hay chưa, hay là hiệu quả hay chưa, tất cả đều là do mình, đúng không anh chị? Đấy là tư duy đầu tiên trong bộ gen tăng trưởng của người tài, định nghĩa về người tài đó là làm chủ. Cái tư duy thứ hai rất đặc biệt các anh chị nhá, tư duy thứ hai đó là tư duy ám ảnh khách hàng. Câu này rất đặc biệt ạ. Tôi sử dụng nguyên cái ngôn từ của tiếng Anh sang ạ, nó là ám ảnh khách hàng. Chúng ta sẽ định nghĩa với nhau như sau ạ. Khách hàng ở đây ạ, trên thế giới người ta gọi là những cái người, trước đây thì chúng ta hình dung là khách hàng là những cái người mà mang tiền đến cho chúng ta, đúng không các anh chị? Những người mang tiền đến cho mình, những người mà chúng ta phải yêu thương, phải chăm sóc và phục vụ họ, rồi họ mang lại những cái cơ hội cho doanh nghiệp của mình ạ. Có anh chị nào có cái định nghĩa khác về khách hàng không ạ? Có anh chị nào có định nghĩa khác về khách hàng không ạ? Yeah, Miss Cathy, Hà, vâng, đúng rồi. Bây giờ định nghĩa về khách hàng đi, theo các anh chị trong cái quan điểm của các anh chị thì thế nào được gọi là khách hàng? Rồi là bạn, khách hàng là ai nữa ạ? Khách hàng là người sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình, chính xác ạ. Còn gì nữa không ạ? Khách hàng là người trả lương cho doanh nghiệp ạ. Khách hàng là những người trả tiền mua sản phẩm, chính xác. Khách hàng là người yêu, khách hàng là thượng đế, khách hàng là người trả lương, vân vân. Khách hàng là sếp của mình, vâng. Các anh chị thân mến, đúng rồi ạ, khách hàng là đối tác. Khách hàng ở đây chúng ta sẽ được hiểu là trên thế giới bây giờ người ta phân ra là khách hàng được gọi là những ai mà chúng ta phải yêu thương, phải chăm sóc, phải phục vụ họ, thì họ đều là khách hàng của chúng ta hết. Và những người mà chúng ta phải yêu thương, chăm sóc, phục vụ họ, họ đều là khách hàng của chúng ta hết, thì thực chất họ vừa là khách hàng bên trong cũng là khách hàng bên ngoài, hay là họ vừa là khách hàng nội bộ nhưng cũng là khách hàng bên ngoài. Đồng nghiệp cũng là khách hàng, nhân viên thì cũng là khách hàng, mà sếp thì cũng là khách hàng của mình nếu như trong công ty, hay là nhà cung cấp, thực chất cũng là người, cũng chúng ta vẫn phải yêu thương, chăm sóc, phục vụ họ. Khách hàng thì đương nhiên chúng ta, khách hàng bên ngoài, người mang tiền đến thì là yêu thương, chăm sóc, phục vụ họ là đương nhiên rồi. Trong gia đình thì bố, mẹ, vợ, chồng, con cái của mình ạ, chúng ta có phải yêu thương, chăm sóc, phục vụ họ không ạ?
họ cũng là khách hàng của mình đó. Thế và với cái tinh thần của cái người gọi là mang bộ gen tăng trưởng là ám ảnh khách hàng, có nghĩa là lúc nào họ cũng mong muốn mang đến những cái điều gì đó tốt đẹp nhất cho khách hàng, mang đến những cái điều tuyệt vời nhất, tốt đẹp nhất cho khách hàng của mình, là những người mình yêu thương, chăm sóc và phục vụ họ. Thế thì cái tiêu chí để trở thành cái người tài thứ hai trong doanh nghiệp ấy, cái tiêu chí đó, ngoài cái tiêu chí làm chủ ra thì cái tiêu chí thứ hai đó là ám ảnh khách hàng. Rồi, tiêu chí thứ ba đó là tiêu chí tiên phong ạ. Tiên phong đi đầu. Tiên phong đi đầu là tiêu chí thứ ba. Làm cái gì cũng là với cái tiêu chí là tiên phong ạ. Tiên phong dẫn đầu hay là tiên phong đi đầu? Không cần biết là đi đâu, nhưng cứ hàng đầu là cứ phải đi cái đã. Tinh thần là cứ phải đi đầu cái đã. Thế thì với cái tiêu chí là ba cái tiêu chí ạ. Tiêu chí số 1 đó là làm chủ, tiêu chí số 2 là làm chủ, là làm chủ tất cả các vấn đề trong công việc, trong cuộc sống, trong xã hội cho chính mình. Thứ hai là ám ảnh khách hàng, và cái yếu tố thứ ba. Ok, yếu tố thứ ba đó chính là tiên phong đi đầu. Thế thì đây chính là bộ gen tăng trưởng được mệnh danh là người tài trong doanh nghiệp, trong quản trị doanh nghiệp hiện đại gần đây. Thế thì người tài trong doanh nghiệp của chúng ta sẽ được hiểu là như vậy các anh chị nhé. Rồi ạ, chúng ta cùng nhau xem tiếp câu hỏi, sắp hết rồi ạ. Câu hỏi thứ 7 đó là doanh nghiệp của chúng ta để mà trụ vững, để duy trì và tăng trưởng bền vững thì nó sẽ là do đâu ạ? Do đâu thì doanh nghiệp có thể trụ vững được, duy trì được, tăng trưởng được, bền vững được? Là do bộ máy nhân sự ạ, là do nhân viên ạ. Ok, tiếp đi ạ. Với tinh thần làm chủ ạ, với tinh thần tự chủ ạ, ám ảnh khách hàng ạ, tiên phong ạ, vậy thì doanh nghiệp của mình trụ vững được ạ, duy trì tốt ạ, và có thể tăng trưởng bền vững thì nó là do ở đâu ạ? Do sự may mắn, wow. Yeah. Được khách hàng lựa chọn đồng hành và được duy trì người tài ạ, giải pháp được, giải pháp kinh doanh ạ, có nhiều giải pháp kinh doanh ạ, nhân sự, tài chính ổn định. Vâng, tuyệt vời ạ, đó là do lãnh đạo ạ. Doanh nghiệp mà muốn trụ vững, duy trì và tăng trưởng bền vững thì người đầu tiên ạ, và là người mà tác động lên tất cả những cái yếu tố đằng sau đó thì đấy chính là người lãnh đạo. Vâng, do văn hóa doanh nghiệp rất tuyệt vời ạ. Chính xác ạ, tầm nhìn, sứ mệnh của người lãnh đạo, người dẫn dắt ạ. Vâng, tất cả những điều này nó đến từ, nó do người lãnh đạo là đầu tiên hết các anh chị nhé. Vâng, vậy thì số 8 ạ, làm thế nào để chúng ta có thể triển khai được kế hoạch và chiến lược thành công? Khi mà chúng ta đã biết rằng là với giai đoạn như hiện nay thì chúng ta sẽ cần phải có rất là nhiều những cái yếu tố mình điều chỉnh. Thế thì khi mà các anh chị điều chỉnh nó thì mình sẽ xem lại kế hoạch của mình, ít nhất là ví dụ tổng kết 6 tháng cuối đầu năm 2021 rồi. Và bây giờ thì đến việc là chúng ta xây dựng kế hoạch của 6 tháng cuối năm, hay là điều chỉnh kế hoạch của quý 3, hay là điều chỉnh kế hoạch của quý 4 sắp tới. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể là xây được kế hoạch này, triển khai được kế hoạch này và các cái chiến lược của chúng mình thành công ạ? Phân tích thị trường, truyền cảm hứng cho nhân viên cùng hướng tới mục tiêu chung. Chính xác ạ, được gọi là mục tiêu chung, cái này rất hay luôn ạ. Một người chủ doanh nghiệp mà khi mà lập kế hoạch mục tiêu ra, mà mục tiêu kế hoạch đó người chủ chỉ nói ra thôi, nói mỗi ngày ấy. Thế và cái việc nói ra đó, nhân viên họ bảo rằng là đấy là mục tiêu của sếp, sếp đi mà làm. Nhưng nếu như không phải là chỉ là chúng ta đưa ra, mà chúng ta cùng với nhân viên họ biến cái kế hoạch đó, hay biến cái mục tiêu đó gắn với quyền lợi, lợi ích của người nhân viên ạ, thì nó sẽ chính là mục tiêu chung, và họ làm như thể họ đang làm cho chính họ. Thì lập tức là chúng ta sẽ triển khai nó dễ dàng hơn thôi. Còn làm được hay không ấy, nó còn phụ thuộc vào việc là chúng ta có người kiểm soát hay không. Và câu hỏi thứ 9 đó là kẻ thù kìm hãm sự phát triển hay sự tăng trưởng của doanh nghiệp là gì ạ? Hay cái gì đang giết chết sự tăng trưởng của chúng ta? Có một cuốn sách cũng rất hay, đó là Tăng trưởng nhanh hay là chết từ từ. Họ có nói là như vậy đó. Thế thì bây giờ thời điểm, những cái thời điểm mà trong cái hoàn cảnh này ạ, thì chúng ta tăng trưởng nhanh hay chúng ta chết từ từ ạ? Và cái gì là kẻ thù kìm hãm sự phát triển của chúng ta? Nỗi sợ, chính xác ạ. Bảo thủ, chuyên quyền, đi sai đường. Thực ra thời điểm này là thời điểm mà không phải là chui trong cái kén nữa, mà thời điểm này không phải là thời điểm mà chúng ta lùi lại phía sau để cho nhân viên tiến lên phía trước nữa các anh chị. Tại thời điểm này, trong trạng thái bình thường mới, thì người chủ doanh nghiệp là cái người mà phải đứng lên, vượt lên và bước ra bên ngoài đi ạ. Chúng ta hãy bước ra bên ngoài để đứng mũi chịu sào, và chúng ta
đối diện với khó khăn, đối mặt với khó khăn, sợ cái gì làm cái đó, đao thẳng vào cái thứ mà mình sợ và mình làm thẳng nó, chuẩn bị tinh thần thật tốt cho điều này, tâm thế thật tốt cho điều này ạ. Những người không chịu đổi mới thì cũng làm cho doanh nghiệp kìm hãm sự phát triển. Những người nào mà không chịu đi học ạ, những người nào mà không có cái giá trị giống như chúng ta là lifelong learning, học hỏi suốt đời là một trong các cái giá trị cốt lõi của BNI đúng không ạ, mà không có phù hợp thì họ cũng sẽ chính là đối thủ kìm hãm, kẻ thù kìm hãm chính họ luôn. Và câu hỏi cuối cùng ở trong phần trao đổi và suy ngẫm này, đó là đối thủ cạnh tranh trong tương lai của chúng ta là ai? Tất cả những câu hỏi, 10 câu hỏi vừa qua là những câu hỏi để chúng ta nhìn lại toàn bộ các cái hoạt động của mình, nhìn lại chính cái tâm thế của một người lãnh đạo, của chính chúng mình ạ, gọi là quản trị thực chiến hơn, nhìn thẳng vào vấn đề ạ, để chúng ta nhìn lại và đánh giá lại tình hình một cách không hề bắt đầu ạ, và chúng ta nhìn thẳng và xem là thực tế là mình đang ở dưới đất, không phải bay trên mây nữa rồi. Bây giờ đối thủ cạnh tranh trong tương lai của chúng ta là ai ạ? Là chính chúng ta, chính xác ạ, là chính người chủ của doanh nghiệp và chính doanh nghiệp ạ, chính bản thân mình với tư cách mình là chủ doanh nghiệp. Cảm ơn các anh chị ạ. Chúng ta sẽ gõ cho nhau một trang số 8 để chúng ta cùng nhau khép lại cái phần đầu tiên, đó là cùng trao đổi và suy ngẫm để nhìn lại tất cả những gì của chúng mình trong chính mình và chính mình trong suốt thời gian qua. Và thậm chí là trong những thời gian tới, 10 câu hỏi này cũng vẫn là 10 câu hỏi luôn luôn chúng tôi dành tặng các anh chị, luôn luôn trở thành những câu hỏi rất thời sự trong mọi thời điểm, mọi thời gian, mọi hoàn cảnh. Các anh chị nhớ rằng kinh tế có quy luật 10 năm ạ. Nếu như anh chị nào mà chúng ta hình dung được và chúng ta nhớ được rằng là năm 2009, thì cái năm đó cũng là cái năm tôi nhớ là 2008 2009, thì thời điểm đó là thời điểm lãi suất ngân hàng cũng lên rất cao ạ, và thời điểm đó cũng là một thời điểm mà ảnh hưởng đến suy thoái kinh tế đúng không ạ, hoặc là cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế ạ. Và trước đó năm 1998 năm 1999 thì các anh chị có nhớ dịch SARS không ạ? Và trước đó nữa là năm 1986 là ở Việt Nam là có sự kiện gì đổi xảy ra, sự kiện gì diễn ra? À, câu số 5 đúng không ạ? Câu số 5 ạ, là ai sẽ mang lại các ý tưởng sáng tạo cho doanh nghiệp ạ? Vâng, ai sẽ mang lại ý tưởng sáng tạo cho doanh nghiệp anh Trung ạ? Vâng. Rồi đúng rồi, năm 86 chính là đổi tiền ạ. Yeah, chính xác ạ. À, rồi đến năm 76, 77, 78, 79 thì có cái gì các anh chị nhớ không ạ? Có sự kiện gì không? Chúng ta lùi lại về cứ 10 năm một đi các anh chị. Vậy thì kinh tế, quy luật kinh tế 10 năm ạ, nếu như chúng ta hiểu được cái điều này ạ, thì chúng ta cũng sẽ sẵn sàng chủ động trong cái việc là chúng ta chuẩn bị cho cái gọi là gì ạ? Thuận đường tiến, tiện đường thoái, tức là trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn luôn làm chủ tình huống của mình ạ. Chuẩn bị trước cho cái kỳ này, nếu như anh chị nào mà hiểu cái quy luật kinh tế 10 năm thì từ năm 2009 là chúng ta đã biết là 2019 là sắp tới là cũng sẽ có những sự kiện đặc biệt xảy ra rồi. Đúng không ạ? Chính vì thế nên là thời điểm này là cái thời điểm mà có những cái doanh nghiệp người ta gọi là sắp đặt lại thị trường, tức là họ giàu lên trong khủng hoảng, và cũng có những doanh nghiệp thì lại bị liêu siêu trong khủng hoảng. Thì chúng ta biết được cái thông tin này để chúng ta cùng nhau điều chỉnh lại. Vâng, ai trong số các anh chị đồng ý với tôi rằng trong cuộc đời này có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là sự thay đổi ạ? Các anh chị gõ số 2 vào ô chat nếu đồng ý ạ. Trong cuộc đời này có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là sự thay đổi ạ. Bây giờ chỉ có một điều duy nhất, đó là thay đổi hay là chết. Rồi ạ, chúng ta muốn trụ vững được ngay thời điểm này, chưa nói đến phát triển, nhưng muốn trụ vững được thì chúng ta cũng cần phải thay đổi chính mình rồi ạ. Vâng, đến BNI chúng ta còn có một cái gọi là thay đổi cách thế giới làm kinh doanh mà đúng không các anh chị? Vâng, chúng ta phải thay đổi thôi ạ. Các anh chị gõ vào chat đi ạ, phải thay đổi thôi. Tự gõ lên ô chat và nói với chính mình là phải thay đổi thôi. Thay đổi thôi ạ. Đúng rồi, cảm ơn các anh chị. Vậy thì chúng ta sẽ thay đổi cái gì ạ? Chúng ta sẽ nói thật nhanh về những cái thứ thay đổi ạ. Trước khi mà chúng ta nói về sự thay đổi kỹ hơn thì các anh chị có thể chia sẻ lên trên ô chat của mình là hiện nay trong doanh nghiệp của các anh chị đã thay đổi những cái gì rồi ạ? Trong cái trạng thái bình thường mới này thì chúng ta đang thay đổi cái gì rồi ạ? Các anh chị gõ lên ô chat đi ạ, các anh chị đang thay đổi cái gì trong công ty của mình rồi ạ? Thay đổi về công nghệ tuyệt vời ạ, thay đổi nền tảng công nghệ, thay đổi vị trí văn phòng luôn, thay đổi luôn cả bản thân mình, chuyển đổi số, học tập nhiều hơn, chính xác, chiến lược kinh doanh tốt hơn, làm việc online nhiều hơn giống như BNI, đúng rồi ạ, chúng ta chuyển qua làm online nhiều hơn, tư duy thay đổi,
cách tiếp cận khách hàng thay đổi, thay cả CEO luôn. Thay đổi thôi, đúng rồi ạ, phải thay đổi tri thức ạ. Và thay đổi thái độ ạ, và tích cực hơn. Tất cả những điều chúng ta cần phải thay đổi đầu tiên ạ, đó là chính là thay đổi từ cái đầu của mình, thay đổi tư duy ạ. Rồi khi mà chúng ta thay đổi tư duy ạ, tư duy thay đổi ạ, tư duy thay đổi thì hành động, suy nghĩ thay đổi, đúng không? Hành động thay đổi ạ, hành động thay đổi nhiều thì thành thói quen thay đổi, thói quen thay đổi thì chúng ta gặt được kết quả. Rồi chúng ta thay đổi để chúng ta bằng việc là những cái người mà không tích cực ấy thì người ta luôn luôn nhìn thấy khó khăn ở trong cơ hội, nhưng mà những người tích cực thì luôn luôn nhìn thấy cơ hội trong thách thức hay là trong khó khăn, đúng không các anh chị? Thế nên là bây giờ chúng ta ở đây, tôi mặc nhiên rằng là tất cả các anh chị đều là những người cực kỳ là tích cực rồi, bởi vì chúng ta đã được tôi luyện trong môi trường BNI. Vậy thì xác định cơ hội ở trong thời điểm này đó là gì ạ? Cơ hội của doanh nghiệp chúng ta thời điểm này là gì? Cái gì mà có thể biến bất lợi thành rất lợi ạ? Cái gì có thể biến bất lợi thành rất lợi tại thời điểm này, nó là cái gì trong doanh nghiệp của chúng ta? Và có phải rằng thời điểm này là chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn, đây là cơ hội, chỉ chúng ta dành nhiều thời gian hơn, chúng ta quay vào bên trong để chúng ta chăm sóc lại nội bộ của mình được không ạ? Chúng ta kiểm soát lại các cái quy trình hệ thống vận hành của chúng ta, rất là nhiều thứ để chúng ta có thể có những cái cơ hội để chúng ta xác định lại. Rồi, thậm chí là chúng ta có thể điều chỉnh sản phẩm của mình được không ạ? Sắp xếp lại doanh nghiệp của mình, chính xác ạ, củng cố nội bộ tuyệt vời ạ, các anh chị tương tác cực tốt luôn ạ. Vâng, và chúng ta có cần phải vẽ lại chân dung khách hàng của mình để cho hiệu quả hơn không các anh chị? Điều chỉnh sản phẩm rồi, điều chỉnh các cái dịch vụ của mình rồi để cho thích ứng rồi ạ. Lát nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái phần làm sao để vẽ được chân dung khách hàng của chúng ta hiệu quả hơn. Vâng, nhưng mà chúng ta vẫn cứ đi tiếp với cái phần đổi mới này đã. Chúng ta hình dung là vẫn có những cái doanh nghiệp thời điểm này họ không hề bị ảnh hưởng gì ạ. Thì tại sao họ lại không bị ảnh hưởng ạ? Chúng ta học hỏi xem là họ đang làm gì để mà họ lại không bị ảnh hưởng ạ. Và những cái đòn bẩy nào trong thời điểm này chúng ta có thể sử dụng nó, tối ưu hóa nó. Và nấc thang nào hay đòn bẩy nào để có thể giúp chúng ta xây một lần nhưng mà chúng ta có thể dùng nhiều lần ạ. Thì đấy là những gợi ý của chúng tôi ạ. Tiếp tục ạ, thời điểm này ạ, chúng ta tận dụng tất cả các nền tảng công nghệ, đúng không? Lúc nãy các anh chị vừa nói rồi, chuyển qua từ làm việc online, offline sang làm việc online ạ. Chúng ta được trải nghiệm, công việc, chúng ta đang online với nhau đây ạ, cũng là cách thức làm việc mới ạ. Và trước đây thì BNI chúng ta chỉ làm việc offline thôi, nhưng mà gần đây ạ, chúng ta đã chuyển qua cách làm việc online rất tức thời luôn. Rất may mắn và một trang số 8 để chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta, bởi vì chúng ta đang được ở trong tổ chức mà luôn luôn thích ứng nhanh nhất ạ. Nên là chúng ta đang họp, đang offline, ngay lập tức chúng ta chuyển sang phiên bản online. Chúng ta có rất nhiều những cái hướng dẫn kịp thời ạ. Cảm ơn cô giáo Đào Lam Phương, cảm ơn Lương Yên và cảm ơn tất cả các anh chị em đến từ BNI đã truyền cái nhiệt tâm cũng như là truyền được tất cả những cái tư tưởng mới nhất, cập nhật nhất dưới hình thức online trên toàn cầu về với chúng ta. Và hãy tận dụng tất cả những nền tảng công nghệ có được ạ. Quản trị nhân sự bây giờ các anh chị cũng quản trị online được rồi, đúng không ạ? Không có online thì làm sao gặp được chị? Vâng, đúng rồi ạ. Tôi tên là Hà Thu ạ. Vâng, cảm ơn anh. Và quản trị nhân sự online thời điểm này ạ, chúng ta work from home, tức là ở làm việc tại nhà rồi. Thế thì chúng ta bây giờ đâu đó tăng cường giao tiếp nhiều hơn, và tăng cường giao tiếp nhiều hơn trong trạng thái là làm việc ở nhà thì chỉ có cách là online với nhau thôi, đúng không ạ? Rồi hạn chế tiếp xúc ra ngoài xã hội, và đôi khi mà chúng ta cũng có thể cảm thấy cô đơn một chút thì chúng ta tăng cường giao tiếp online với nhau nhiều hơn, tổ chức các cuộc họp online, cái này không quá xa lạ với chúng ta. Báo cáo online từ nay ạ, chúng ta rất là nhiều các cái việc quản trị công ty của mình trước đây chúng ta viết trên sổ sách ạ, hay là làm ở trên máy tính của mình ạ, thì bao nhiêu trong số các anh chị đã dịch chuyển nó lên Google Drive hay là dịch chuyển nó lên các phương tiện online để chúng ta lưu trữ ạ. Lưu trữ tài liệu, giấy tờ, báo cáo online, tất cả mọi thứ online các anh chị đã số hóa chưa ạ? Vâng, trở thành BNI còn có những chapter không giấy mà, đúng không các anh chị? Đúng rồi, lâu rồi ạ. Anh Hùng anh bảo là anh ấy đã làm cái việc này lâu rồi. Chúc mừng anh ạ. Vâng, và chúng ta cũng phải đổi mới các cái chiến lược để chúng ta marketing sản phẩm của mình không ạ? Có cần phải đổi mới chiến lược, các chiến lược về quản trị để quảng cáo doanh nghiệp của mình không? Quảng cáo tại sản phẩm dịch vụ của mình không? Hãy thay đổi các thông điệp truyền thông của mình đi ạ. Và nếu như mà ngày xưa chúng ta bỏ tiền ra đầu tư vào marketing thì thời điểm này chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến khích các anh chị marketing, làm mở rộng cái việc marketing, điều chỉnh cái việc mà thực hiện các cái chiến lược marketing nhiều hơn nữa, tiếp thị nhiều hơn nữa. Nhưng bằng những cái phương tiện làm sao mà tối ưu hóa hình thức marketing không đồng.
tối ưu hóa marketing không đồng ạ, các chiến lược đó ạ. Và thời điểm này các anh chị ấy tập trung vào thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông của mình đi ạ. Chúng ta thể hiện cái sự tính khẩn trương, cấp bách, và nếu như mà chúng ta chăm sóc khách hàng kịp thời ạ, tất cả mọi thứ chúng ta điều chỉnh nó trên hệ thống online. Bây giờ bán hàng là bán hàng online nhiều hơn, nếu như mà có thể điều chỉnh được điều này ạ, tăng cường tiếp thị nhiều hơn, nắm rõ các con số của mình nhiều hơn ạ. Nắm rõ các con số của mình nhiều hơn. Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý rằng mình yêu số thì số nó mới yêu mình, thì gõ chữ Y dài vỗ chat ạ. Phải yêu số thì số nó mới yêu mình, gõ Y dài vỗ chat đi ạ. Mình mà không yêu số thì số nó không yêu mình đâu. Thế nên là chúng ta luôn luôn ạ, nhắc nhở về các con số. Ngày nào chúng ta cũng báo cáo với nhau về các con số và tỷ lệ hoàn thành ạ. Mục tiêu của chúng ta từ nay đến cuối năm con số là như thế này, và tỷ lệ hoàn thành là bao nhiêu phần trăm rồi, đã đạt được bao nhiêu phần trăm rồi. Liên tục nhắc nhở như vậy, nắm rõ các con số. Và bật mí với các anh chị là đừng, cái người chủ doanh nghiệp là chúng ta ấy, các anh chị là những người lãnh đạo, các anh chị nắm được con số, nhưng hàng ngày các anh chị nói ra con số xong rồi các anh chị gợi ý cho nhân viên nói ra con số ạ. Và hãy gợi ý cho nhân viên, người ta sẽ tự tổng kết con số ạ. Hãy tổng kết con số, nhân viên họ sẽ tự tổng kết con số thì họ sẽ trách nhiệm với con số của họ. Hãy nhớ lấy điều này ạ, vô cùng bật mí ạ. Và hãy nắm rõ con số nhiều hơn và nhắc nhở nhân viên ạ về các con số nhiều hơn ạ. Và thời điểm này hơn bao giờ hết ạ, hơn bao giờ hết, bởi vì khách hàng là người có quyền sa thải hết từ sếp đến nhân viên. Anh chị đồng ý là khách hàng là người có quyền duy nhất sa thải hết từ sếp đến nhân viên, đồng ý gõ số 1 ạ. Khách hàng là người duy nhất có quyền sa thải hết từ trên xuống dưới luôn nếu như không có khách hàng. Và chúng ta hiểu rằng là chúng ta phải tốn gấp 6 lần để chúng ta có được một khách hàng mới. Thay vì rằng là chúng ta sẽ tập trung quay vào tăng cường cái việc chăm sóc hay là việc giao tiếp, tăng cường giao tiếp không phải là chỉ với nhân viên mình đâu, mà chúng ta tăng cường giao tiếp nhiều hơn với khách hàng của mình. Hãy tăng cường giao tiếp nhiều hơn với khách hàng của mình bằng việc là chúng ta chăm sóc họ. Bởi vì 68% khách hàng bỏ chúng ta ra đi là bởi vì chúng ta thờ ơ, hay là doanh nghiệp thờ ơ đối với khách, hay là dịch vụ khách hàng kém thì khách hàng sẽ bỏ chúng ta đi. Nếu như mà con số đó sẽ chiếm tới 68% các anh chị ạ, thật là nguy hiểm luôn. Thế nên là hãy dành thời gian để chăm sóc nhân viên, chăm sóc khách hàng nhiều hơn ạ, giao tiếp tương tác nhiều hơn, và phải giữ chân được tất cả những khách hàng hiện tại, càng nhiều càng tốt. Rồi ạ, và chính những khách hàng hiện tại của chúng ta chăm sóc họ tốt hơn nữa, thậm chí chúng ta có những cái chính sách tốt hơn để cho họ trở thành những khách hàng trung thành của chúng ta. Và đây là thời điểm tốt nhất để mà chúng ta tìm ra những khách hàng làm sao mà họ đã trung thành rồi, lại làm thế nào để họ trung thành hơn. Và các công cụ BNI của các anh chị chúng ta mang công cụ của BNI ra, chúng ta one to one với khách hàng được không các anh chị? One to one với khách hàng này, rồi chúng ta có cái bài 30 giây ý, bán hàng đỉnh cao của chúng ta ấy, hàng tuần weekly presentation của mình hàng tuần đấy ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là, nếu như những khách hàng mà yêu quý chúng ta rồi ạ, các anh chị có thể nói với họ, thậm chí đào tạo cho khách hàng để khách hàng mang khách hàng đến nữa cho chúng ta được không ạ? Vâng, hãy có nghệ thuật đào tạo khách hàng đi ạ. Vâng, gọi là ảo là thật, thật mà ảo thì cái này chúng ta bán hàng thông qua các, chúng ta chăm sóc khách hàng thông qua các cái phương tiện online, rồi chú ý đến các cái tiểu tiết trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc dịch vụ khách hàng. Vâng, và nhớ rằng là nói đến dịch vụ khách hàng thì sẽ nói đến những cái câu chuyện là nhỏ không bỏ qua. Cái gì cũng thế, từ chi tiết nhỏ nhất ạ, chúng ta để ý đến cảm xúc của khách hàng. Bởi vì khách hàng mua hàng bằng cảm xúc, thế nên là hãy để ý đến những chi tiết nhỏ nhất có thể trong quá trình chúng ta chăm sóc và phục vụ khách hàng để tạo ra những trải nghiệm wow tốt nhất cho khách hàng ạ. Và đây chính là những yếu tố giúp chúng ta tạo ra lợi nhuận. Bởi vì khi mà chúng ta chăm sóc khách hàng tốt ạ, thứ nhất là 68% khách hàng sẽ ở lại với mình. Thứ hai nữa là chúng ta không bị tốn đến gấp 6 lần so với việc là chúng ta kiếm thêm khách hàng mới, và nó không bị chảy mất khách hàng hay là dò dỉ bớt khách hàng của chúng ta đi. Và nếu như chúng ta chăm sóc khách hàng tốt thì khách hàng tự giới thiệu khách hàng cho chúng ta, đấy có phải là marketing không đồng không các anh chị? Hãy gõ vào ô chat đi ạ. Đồng ý thì gõ số 8 vào ô chat để cho chúng ta phát triển nhiều hơn ạ. Yeah. Rồi. Và thời điểm này là thời điểm mà phải bán hàng bằng sự đồng cảm các anh chị ạ. Bán hàng bằng sự đồng cảm chứ không phải là bán cố bán cho bằng được ạ. Có 4 kiểu người bán hàng trong cuộc đời này, có 4 kiểu người bán hàng các anh chị nhé. Một kiểu người bán hàng đầu tiên ạ, tôi sẽ liệt kê ra 4 kiểu người bán hàng sau đây, và sau đó thì các anh chị thử ngẫm xem ạ, rà soát lại xem
tranh thủ nhìn lại xem toàn bộ hệ thống nhân viên bán hàng hay đội ngũ bán hàng của mình ạ, họ đang ở kiểu người nào trong bốn kiểu người bán hàng sau đây. Các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Các anh chị sẵn sàng thì gõ chữ Y dài vào ô chat để biết là các anh chị đã sẵn sàng, để chúng ta cùng nhau điểm lại xem bốn kiểu người bán hàng sau đây thì nhân viên của chúng ta ai đang thuộc kiểu người bán hàng nào. Kiểu người bán hàng đầu tiên ạ, đó là kiểu người bán hàng gọi là thụ động ạ. Kiểu người số 1 đó là kiểu người bán hàng thụ động. Kiểu người bán hàng thụ động ạ. Cái người bán hàng thụ động này là cái người mà ngồi đó và chờ khách hàng đến ạ. Rồi, cái người này ạ, ngồi đó và chờ khách hàng đến, giống như là khi mà chúng ta đi siêu thị ý, các anh chị sẽ thấy là có những cái cô bán hàng ấy, hay là anh bán hàng mà đứng ở bên cạnh cái quầy kệ ở siêu thị ý, xong rồi chờ cứ đứng đấy thôi, và cho tới khi nào mà khách hàng đến. Như chúng ta đi chọn đồ, sau đó chúng ta cần hỏi cái gì thì chúng ta đến tận nơi, đến tận cạnh anh đấy hay chị đấy để chúng ta hỏi. Thì cái kiểu người bán hàng đấy là kiểu người bán hàng số 1, được gọi là kiểu người bán hàng thụ động. Kiểu người bán hàng số 2 đó là kiểu người bán hàng theo kiểu là gọi là yêu sản phẩm ấy. Kiểu người thứ hai gọi là kiểu người yêu sản phẩm. Thôi, kiểu người yêu sản phẩm này ạ, là tất cả những cái này không có trên màn chiếu đâu các anh chị nhé, không có trên slide, thế nên là chúng ta cố gắng tập trung để nghe. Kiểu người bán hàng thứ hai đó là kiểu người yêu sản phẩm, kiểu người yêu chuyên môn, yêu sản phẩm đến mức độ mà họ chỉ ngày đêm nói về sản phẩm thôi, nói về tính năng của sản phẩm, nói về chức năng của nó, nói về cơ cấu cấu tạo của nó. Ví dụ như bán điều hòa thì mình sẽ nói là à, cái này là inverter, cái này là 9.000 BTU, cái này là 12.000 hay là 19.000 gì đấy, vân vân. Tức là mình chỉ nói về các cái tính năng của sản phẩm thôi, mà mình quên mất rằng là sản phẩm á, khách hàng mua sản phẩm không phải là chỉ mua sản phẩm, mà người ta mua cả lợi ích của sản phẩm lẫn mua đặc điểm của sản phẩm, nhưng mà chỉ mải mê nói về đặc điểm của sản phẩm, bởi vì những người đấy là yêu nghề và đi lên từ nghề. Nên là những người yêu nghề mở công ty, đi lên từ nghề, bao nhiêu trong số các anh chị giống tôi khi mở công ty, bản thân tôi cũng là một chủ doanh nghiệp, thế nên là vì yêu nghề nên mở công ty và rồi chẳng biết gì về. Có những cái giai đoạn tôi mất 13 năm để xây xong công ty đầu tiên và mất 6 năm để xây xong công ty thứ hai. Và cảm ơn Action Code, biết ơn đời vì Action Code đã đến, biết ước gì là Action Code đến sớm hơn thì tôi đã không mất 13 năm cho công ty số 1 và mất đến tận 6 năm cho công ty số 2 các anh chị ạ. Và tôi cũng là một người yêu sản phẩm và chỉ thích yêu sản phẩm thôi, nên là không biết bán hàng trước đây là như vậy đó. Thế và thực ra thì vâng, kiểu người bán hàng thứ hai là kiểu người yêu sản phẩm, tức là chỉ nói về những cái tính năng của sản phẩm, đặc điểm của sản phẩm, nhưng quên mất không nói về giá trị lợi ích của sản phẩm và lý do gì mà khách hàng nên mua cái sản phẩm đó, hay sản phẩm đó giải quyết vấn đề gì cho khách hàng, quên mất cái việc đó. Rồi, đấy là kiểu người bán hàng thứ hai, là kiểu người yêu sản phẩm, say sưa nói về sản phẩm, không cần biết là khách hàng đang gì. Rồi, kiểu người bán hàng thứ ba đó là kiểu người bán hàng cố bán cho bằng được ạ. Rồi, kiểu người thứ ba là cố bán cho bằng được, kiểu cố bán ạ. Cái kiểu người này là cái kiểu người mà hứa với tất cả mọi thế giới, hứa với cả thế giới rằng là tôi có tất cả mọi thứ ạ. Hứa mọi thứ, tôi có thể làm được tất cả mọi thứ, hứa rằng công ty mình có thể làm mọi thứ, sản phẩm của tôi có thể đáp ứng được tất tật mọi thứ, khách hàng hỏi gì mình có hết luôn, hứa hết tất cả mọi thứ. Cái kiểu người này các anh chị có gặp ở trên đời này không ạ? Để bán hàng thì họ có thể hứa tất cả mọi thứ, cho dù là nó có hay không có thì vẫn cứ hứa, miễn sao bán được hàng ạ. Đấy là kiểu người thứ ba, cố bán cho bằng được. Có ạ, đúng rồi ạ. Và kiểu người bán hàng cuối cùng, kiểu người cuối cùng đó là kiểu người trao giải pháp ạ. Kiểu người bán hàng cuối cùng là kiểu người trao giải pháp. Vậy thì chúng ta không cần phải giải thích nhiều hơn về cái kiểu người trao giải pháp này, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rằng là có bốn kiểu người bán hàng ngày hôm nay ạ, các anh chị biết được ạ. Vậy thì về nhà chúng ta thử nhìn lại xem với bốn kiểu người này, không, đây là bài tập về nhà một cách vui vẻ, chúng tôi gọi là home fun, tức là bài tập về nhà một cách vui vẻ, đó là chúng ta sẽ ngồi lại với nhau ạ, xong rồi tổng kết lại, lên danh mục xem là ai đang là kiểu người nào ạ. Và nếu như mà họ không, chưa phải là kiểu người bán hàng trao giải pháp ạ, thì chúng ta sẽ giúp cho nhân viên của mình được không các anh chị? Tuyệt vời ạ. À, đã có anh chị tổng kết đầy đủ cả bốn kiểu người bán hàng rồi. Kiểu số 1 kiểu người thụ động, kiểu thứ hai đó là kiểu người yêu sản phẩm, kiểu người thứ ba đó là kiểu người cố bán cho bằng được, và kiểu người thứ tư đó là kiểu người trao giải pháp ạ. Vâng, đến đây các anh chị đã rõ về bốn kiểu người đó hay chưa? Các anh chị gõ chữ Y dài vào ô chat để tôi chắc chắn rằng chúng ta đã biết rõ bốn kiểu người này ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Vậy thì người bán hàng bằng sự đồng cảm là chúng ta đang bán hàng ở kiểu người thứ mấy ạ?
Kiểu người bán hàng bằng sự đồng cảm chính là, vâng, đúng rồi, là kiểu phong cách bán hàng của người số 4. Đó là chúng ta hãy đặt địa vị mình, đặt mình vào vị trí của khách hàng hay đặt mình vào vị trí của người khác đi ạ. Và hãy thay đổi âm điệu, nói theo ngôn ngữ của khách hàng đi. Và chúng ta tập trung vào khách hàng nhiều hơn. Định nghĩa về bán hàng của Action Code rất hay các anh chị ạ. Định nghĩa về bán hàng của Action Code mà tôi rất là ấn tượng khi lần đầu tiên biết đến Action Code năm 2015, người ta định nghĩa rằng bán hàng là giúp khách hàng mua hàng một cách chuyên nghiệp. Các anh chị gõ vào ô chat đi ạ. Bán hàng là giúp khách hàng mua hàng một cách chuyên nghiệp. Bán hàng là giúp khách hàng mua hàng một cách chuyên nghiệp. Chứ không phải là chúng ta cố bán cho bằng được ạ. Chúng ta bán hàng có mục đích, nhưng mà chúng ta hãy giúp khách hàng mua hàng một cách chuyên nghiệp bằng việc là chúng ta có mục đích, chúng ta xây mối quan hệ với khách hàng. Ở trong BNI chúng ta được dạy rằng là know, like, trust. Đúng không ạ? Know, like, trust. Và ngay kể cả trust chúng ta rồi, họ tin tưởng tôi biết bạn, tôi quý mến bạn, rồi tôi tin tưởng bạn, nhưng cũng chỉ có 0,3% những người tin tưởng chúng ta họ mua của chúng ta mà thôi. Thế nên là hãy xây dựng cái mối quan hệ bền vững với khách hàng, và đây là cơ hội cực kỳ tốt, thời điểm này là thời điểm cực tốt để chúng ta đặt mình vào vị trí của khách hàng và tâm sự với khách hàng, giao tiếp với khách hàng nhiều hơn để mà chúng ta có được những mối quan hệ tốt hơn và rồi giúp họ mua hàng một cách chuyên nghiệp đi ạ, giúp họ mua được chúng ta đi ạ. Và tăng cường giao tiếp tích cực với nhân viên hơn bằng việc thời điểm này ạ, các anh chị có đồng ý rằng là có khi nào mà chúng ta đi mua hàng mà rồi chúng ta gặp phải những cái người bán hàng mà họ cứ cắm cẩu, họ khó tính, khó chịu với cả khách hàng không các anh chị? Có khi nào các anh chị gặp phải những cái người nhân viên mà mình đi mua hàng ở một công ty ABC nào đó mà họ khó chịu với khách hàng không? Thỉnh thoảng họ cũng không thể hiện sự nhiệt tình của họ cho lắm. Đúng rồi ạ, đôi khi nhiều quá trời luôn. Và đúng rồi ạ. Và với những cái con người mà họ khó chịu như vậy, lần sau mình không có muốn quay lại với cái công ty đó nữa. Đấy là sự thật ạ. Và vì như vậy thế nên là bây giờ ngẫm lại mà xem ạ. Có thể rằng đâu đó trước khi mà họ tiếp xúc với khách hàng ấy, cái người nhân viên đó trước khi họ tiếp xúc với khách hàng ấy, họ có một cái cục tức hay có một cái ức chế gì đó, hay họ đang bị gặp phải cái sự khó chịu gì đó, hay họ đơn giản là họ vừa mới bị sếp mắng thôi ạ, thì họ cũng mang tất cả những cái khó chịu đó họ mang lên, họ trút lên khách hàng, có không ạ? Có khi nào mà họ, đúng rồi, ác cảm luôn. Có khi nào mà cái người bán hàng ấy ạ, họ đang bị ức chế một cái gì đó, xong họ đi ra họ gặp khách hàng, thế là họ trút hết tất cả những cái thứ khó chịu đấy lên khách hàng, có không ạ? Cái chuyện này có cái gì đó quen quen. Vậy thì với tư cách là những người lãnh đạo thời điểm này ạ, chúng ta dành nhiều thời gian hơn, cách chị hình dung là 80% thời gian của một người chủ doanh nghiệp. Đối với một doanh nghiệp phát triển bền vững là người ta dành thời gian để quay vào bên trong đào tạo và huấn luyện nhân viên. 80% thời gian của một doanh nghiệp phát triển bền vững thì bao giờ chủ doanh nghiệp cũng dành thời gian để đào tạo, huấn luyện và giao tiếp với nhân viên nhiều hơn. Và các anh chị cứ ngẫm mà xem ạ, chúng ta ở BNI á, tôi cũng ở BNI nên chúng ta cùng ở BNI, thì các anh chị đã hình dung là chúng ta dành rất nhiều thời gian để chúng ta đi học, đúng không ạ? Không các anh chị, BNI chúng ta cũng học suốt ngày luôn, và rồi thì chúng ta cũng được đào tạo thường xuyên, nâng cấp liên tục. Thế thì ở đấy là tổ chức đã vô cùng phát triển bền vững rồi. Vậy thì công ty của chúng ta cũng thế ạ. Thời điểm này là thời điểm tuyệt vời nhất để các anh chị quay vào bên trong đào tạo cho nhân viên của mình đi. Các anh chị đào tạo cho họ yêu mến công ty hơn, và khi họ yêu công ty hơn thì họ sẽ giao tiếp tốt với khách hàng hơn, có hay không ạ? Gõ số 2 vào ô chat đi ạ. Nếu nhân viên yêu công ty hơn, họ coi công ty chính là của chính họ, thì họ sẽ bán hàng nhiệt tình hơn. Đúng rồi, tuyệt vời ạ. Và thời điểm này là thời điểm hơn bao giờ hết tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp của tất cả chúng ta đều lên ngôi ạ. Những anh chị nào mà chưa xây được tầm nhìn, chưa xây được sứ mệnh, giá trị, văn hóa của công ty ạ, thì các anh chị hãy cẩn trương xem lại và xây nó đi ạ. Bởi vì nó là cái thứ mà chúng ta cần phải đưa ra vào lúc này để thể hiện tình yêu của chúng ta khi chúng ta mở cái công ty này. Cái lý do gì mà chúng ta lại mở cái công ty này, lý do gì mà mình lại đang làm cái công việc mình đang làm, hãy truyền cảm hứng và truyền động lực cho nhân viên đi ạ. Tại thời điểm này nhân viên của chúng ta đang tiếp xúc với rất nhiều các thông tin nhiều, nhanh và rất nhiễu. Thế nên là nhanh, nhiều và nhiễu là những thông tin bên ngoài mà bây giờ nhân viên của chúng ta họ thường xuyên được tiếp cận. Thế nên là việc quan trọng nhất đối với một người chủ doanh nghiệp là điều hướng tư duy tích cực cho nhân viên ạ. Nếu anh chị nào mà muốn tìm hiểu về cách thức xây tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị ạ, các anh chị có thể lên trang lyhathu.com ạ. Tôi viết rất là nhiều bài ở trên đó ạ. Hoặc các anh chị có thể đặt lịch hẹn 1 giờ làm việc với tôi, tất nhiên là sẽ đăng ký qua
Tôi không biết là sẽ đăng ký qua đâu nhỉ? Lát nữa chắc là sẽ hỏi chị Lương Yên ạ. Vâng, thì cái tôi sẽ có thể tặng các anh chị khoảng độ 10 đến 20 anh chị đầu tiên thôi, đăng ký nhanh nhất thì tôi sẽ tặng các anh chị mỗi người 1 giờ. Vâng, để chúng ta có thể là hỗ trợ nhau nhiều hơn trong các cái hoạt động thời điểm này trong doanh nghiệp. Rồi ạ, thời điểm này là thời điểm mà các anh chị sẽ dành nhiều thời gian để thể hiện đam mê của mình với nhân viên của mình ạ. Khi mà nhân viên thấy sếp còn nhiệt tình như thế, sếp còn lao ra chiến tuyến như vậy thì không có lý do gì mà nhân viên ở nhà ngồi đấy và kêu ca phàn nàn đủ lỗi nữa. Hãy giúp cho nhân viên của mình trở nên mạnh mẽ hơn ạ. Giúp cho doanh nghiệp của mình trụ được đi ạ, trụ được vững đi ạ. Và tác động mạnh mẽ tới tất cả các nhân viên của mình ạ. Và thời điểm này là thời điểm mà các anh chị hãy tập trung vào những nhân sự tích cực trong công ty ạ. Ở công ty của chúng ta, vâng, ở công ty chị Nguyễn Phương đúng không ạ? Vâng, công ty của chúng ta là chia được, tạm thời thì tôi tạm chia cái đối tượng nhân sự của chúng ta chia ra làm 3 nhóm ạ. Bất cứ một cái doanh nghiệp nào thì nhân viên cũng có 3 thể loại như sau ạ. Thể loại thứ nhất đó là những người vô cùng tích cực, thứ hai là những người đi theo đám đông, và thứ ba là những người mà thả neo cho cái thuyền doanh nghiệp nó không bơi được nữa. Có 3 kiểu người nha, một kiểu người là rất tích cực, rất sẵn sàng cống hiến, và một kiểu người thứ hai đó là kiểu người đi theo đám đông, gió chiều nào xoay chiều đó, và kiểu người thứ ba đó là những kiểu người mà các anh chị vừa đưa ra bất cứ một ý tưởng gì mới thì họ sẽ nói rằng là không làm được đâu, khó lắm, không làm được đâu. Có những người như vậy trong doanh nghiệp của các anh chị không? Ở Action Code người ta gọi những người đấy được gọi là táo thối trong doanh nghiệp ạ. Và nhưng mà trong công ty ở đâu hay trong một tổ chức ở đâu cũng có những kiểu người như vậy. Nhưng mà với tư cách là những người lãnh đạo thì chúng ta tập trung vào ví dụ nhé, bây giờ mình sẽ chia ra này. Những người tích cực là 30% những người tích cực đi ạ, 40% những người đi theo đám đông đi ạ, và 30% những người tiêu cực thì chúng ta chia như thế cho nó dễ nhớ con số nhé. Chính sẽ con số là 30 đi, 40 và 30. Chúng ta tạm lấy con số là như vậy đi ạ. Vậy thì chúng ta sẽ kéo 30% những cái người tích cực để rồi chúng ta sẽ có được 70% những con người tập trung vào các cái hoạt động tích cực của công ty. Còn những cái con người tiêu cực ấy ạ, bây giờ không phải là lúc mà chúng ta không có thời gian để tập trung vào họ nữa đâu các anh chị. Thời điểm này chúng ta phải trụ được đã, chứ chúng ta không có thời gian để quan tâm đến những cái con người như vậy đâu. Thế nên là hãy tập trung vào thật nhiều vào những người tích cực, truyền cảm hứng, truyền động lực cho họ để họ mang theo 40% những người lờ đờ kia đi theo đám đông kia, và mặc nhiên các anh chị sẽ có 70% những người đi theo và hỗ trợ các anh chị để phục vụ cho công ty của các anh chị. Đấy là tư duy thực sự cần thiết với chúng ta vào thời điểm này. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là việc tập trung vào những người tích cực thì vô cùng quan trọng, gõ chữ Y dài vô chat cho chúng tôi đi ạ. Hãy gõ chữ Y dài vô chat nếu các anh chị thấy rằng là thời điểm này phải tập trung. Và thực ra là đây là kỹ năng về leadership thôi, kỹ năng lãnh đạo thôi. Bất cứ một thời nào, cho dù bình thường hay là bình thường mới, thì cũng vẫn phải tập trung vào người tích cực. Và kéo tất cả những người tích cực lôi sình sạch họ đi thì chúng ta được thêm cả những cái người 40% kia, mặc nhiên chúng ta được. Còn những ông kia gọi là băng ra khỏi bánh đà đó. Trừ phi các anh chị muốn giữ, còn thật ra thì tuyển thì phải nhanh nhưng mà sa thải thì phải, tuyển thì phải lâu nhưng mà sa thải thì phải rất nhanh, bởi vì tránh tình trạng virus đó, họ sẽ lây lan trong doanh nghiệp của chúng ta, và thời điểm này chúng ta phải sống được đã nên là không có thời gian dành cho họ, nhắc lại là như vậy. Thế nên là thời điểm này các anh chị lưu ý này, nhân viên của chúng ta ấy ạ, họ sẽ có một cái cảm giác sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này là hoàn toàn có thật về mặt tâm lý các anh chị nhá. Là bởi vì như sau ạ, thời điểm này có rất nhiều doanh nghiệp họ sẽ gọi là họ siết giảm ấy ạ, họ cắt giảm chi phí và họ sẽ cho nhân viên nghỉ việc rất nhiều. Và thời điểm này thì là những cái người nhân viên cho dù tích cực hay không tích cực thì trong lòng họ cũng vẫn xốn xang, có một điều lo lắng không hề nhẹ, đó là không biết là hôm nào mình lên đường hay là mình được ở lại hay công ty mình sẽ như thế nào, nên họ đang rất là lo lắng. Thế nên là thay vì cho việc họ lo lắng, chúng ta điều hướng tư duy của họ sang một cái thứ gì đó cho họ tập trung nhiều hơn. Họ tập trung đến những điều tích cực đi, họ tập trung vào các phong trào phát triển bản thân hay những cái phong trào gì đó, thi đua gì đó của công ty. Các anh chị sẽ nghĩ thêm những cái tiêu chuẩn nào đó cho công ty đi ạ, nghĩ thêm các cái phong trào hoạt động nhiều hơn. Đây là lúc mà chúng ta tập trung vào văn hóa doanh nghiệp, hãy tập trung vào văn hóa doanh nghiệp nhiều hơn các anh chị ạ. Kể với các anh chị nghe một câu chuyện, đó là có một cái câu chuyện là khi mà tôi làm về huấn luyện cho một cái công ty về may, thì công ty này có hai
thực ra công ty là có hai nhà máy may và chuyên về mảng gia công, máy gia công, thì năm vừa rồi là bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và với cái việc mà bị ảnh hưởng như vậy thì họ gia công cho các cái thị trường nước ngoài và các đơn hàng họ bị rút mất các đơn hàng ấy. Thế thì khách hàng hết, kể cả đặt hàng rồi họ lại rút lại đơn, họ không có sản xuất, không thuê gia công nữa, và từ đó thì nó bị ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc là dòng tiền trong cái các cái chuyển sản xuất của công ty. Và khi bị ảnh hưởng đến các dòng tiền trong các chuyển sản xuất của công ty thì dẫn đến việc đó là không có nguồn tiền để thanh toán các cái khoản chi, và đặc biệt là cái khoản rất quan trọng đó là khoản chi lương của nhân viên. Thế thì chị giám đốc có gọi điện cho tôi hôm đấy, không phải là cái ngày mà coaching, mà hôm đấy là ngày khác ngoài lề buổi tối, thì chị gọi điện và chị có nói rằng là chỉ trong vòng khoảng 10 ngày nữa thôi thì công ty sẽ phải chi trả một khoản tiền như thế này, mà bây giờ thì với cái khoản lương khoản chi về lương như thế này thì bây giờ đây là một cái thách thức, một cái gánh nặng rất là lớn ở trên vai khi dòng tiền không có, hoặc là dòng tiền đổ về không kịp, thậm chí là nhiều nơi họ đang nợ mà họ cũng không trả kịp. Thế thì lúc thời điểm đấy thì tôi có nói với chị là chị ơi chị, em đã có lần chị em mình nói chuyện với nhau rằng là văn hóa, đúng không ạ? Chị có nhớ về câu chuyện văn hóa không ạ? Khi mà chúng ta xây, và cái khách hàng đó thì tôi đã coaching công ty đó khoảng độ 3 năm, cái đấy là cái năm cuối cùng đấy, năm thứ 3 khi mà coaching cho nhau, thì tôi có nói với chị là bây giờ là thời điểm mà những năm trước ấy, chị em mình xây văn hóa cho công ty thì đây là lúc mà chúng ta cần đến văn hóa nhiều nhất. Chị có biết tại sao không? Thế thì chị có nói rằng là chị nhớ ra rồi, bởi vì văn hóa là cái thứ duy nhất còn lại khi mọi thứ mất đi mà em đã nói. Thứ hai nữa là văn hóa là cái thứ còn thiếu khi mà mọi thứ đã đủ đầy. Đấy là cái mà chị khách hàng của tôi, chị tự nhắc lại cái câu nói của tôi trong những cái thời điểm trước đó. Và sau đó thì chị bảo thế thì chị biết là phải làm gì rồi. Và các anh chị biết không, vô cùng tuyệt vời, chỉ sau có, tại vì khách hàng này là tôi coaching cho chị là cách một tuần gặp nhau một lần, mỗi một lần là chỉ là 6 giờ một tháng thì mỗi lần gặp nhau là 3 tiếng. Thế và sau đó một tuần thì gặp lại chị thì chị có nói một điều là chị phải vô cùng là biết ơn em và cảm ơn em, bởi vì chị khoe với em đó là niềm vui của công ty thời điểm này, đó là toàn bộ cán bộ công nhân viên ký vào một cái gọi là cái thỏa ước ấy, giống như thỏa ước lao động tập thể ấy, ký là đồng ý lĩnh lương chậm, thậm chí là lĩnh một nửa lương và lĩnh lương luân phiên giữa các chuyển sản xuất để công ty có dòng tiền tốt hơn. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là công nhân cũng như là cán bộ công nhân viên sẵn sàng mang sổ đỏ của nhà mình, các anh chị ạ, mang sổ đỏ của nhà mình mang đến cho công ty để công ty duy trì các cái hoạt động tồn tại của công ty. Trời ơi, khi mà chị vừa nói chị cũng cảm xúc, mà đến bây giờ tôi kể chuyện lại với các anh chị tôi cũng thấy vô cùng là cảm xúc. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy điều này quá tuyệt vời các anh chị? Chưa bao giờ mà thấy nó hạnh phúc đến như vậy các anh chị. Và gần đây thì tôi coaching một công ty là về, hiện nay đang coaching một công ty nữa mà về gọi là về mảng nội thất. Công ty này nói tên thì các anh chị cũng, một số anh chị cũng sẽ biết, bởi vì nó rất lớn ở trong cái lĩnh vực gọi là lĩnh vực nội thất và chuyên làm cho các dự án lớn, các dự án của nhà nước, các công trình chính phủ. Thế thì cũng là câu chuyện về dòng tiền tại thời điểm này. Và cái chị chủ đầu tư chị có nói rằng là toàn bộ ban giám đốc, ban lãnh đạo công ty thì rất là ghi nhận. Hiện nay có hai cái người nhân viên rất đặc biệt, có một người nhân viên mới vào công ty và một người nhân viên vào công ty được khoảng độ hơn 2 tháng, một người thì mới vào được có đúng là 1 tháng, một người vào được hơn 2 tháng thôi mà sẵn sàng mang sổ đỏ của bố mẹ chồng về kể chuyện công ty với bố mẹ, với gia đình. Và mẹ chồng nói rằng là con ơi, con tháng này là những cái thời gian này là công ty rất là khó khăn, nên là con có thể đến nói chuyện lại với cả chị Hạnh ấy, nói chuyện với cả chị giám đốc của chị sếp của con ấy, là mẹ sẵn sàng nhà mình có 2 cái sổ đỏ, cho mượn 1 cái sổ đỏ cho công ty và con đừng lĩnh lương gì cả ở công ty, và nói với cả ban giám đốc là không phải lo gì cả, bố mẹ lo cho con được, miễn sao là con có được một cái nơi làm việc thực sự là ổn định, và tức là bố mẹ thì quan tâm đến sự ổn định thôi. Thế nên là sẵn sàng là đấy, mang cả sổ đỏ của mẹ chồng mang đến để nói chuyện với ban giám đốc rằng là em sẵn sàng mẹ chồng em cho mượn sổ đỏ. Tất nhiên là dùng hay không dùng thì chưa biết đến, chưa nói đến câu chuyện đấy. Nhưng đó có phải là điều vô cùng tuyệt vời khi các anh chị xây dựng văn hóa gắn kết con người với con người không các anh chị? Thời điểm này là thời điểm mà chúng ta sử dụng đến những cái gọi là văn hóa. Vâng. Vâng.
Thời xưa đi làm thì Tiến có từ chối tăng lương khi công ty khó khăn, vâng, vay tiền người nhà để trả tiền cho thầu phụ để tiếp tục thi công để kịp tiến độ. Hạnh phúc vô cùng với các anh chị. Vâng. Và thời điểm này chúng ta biến càng nhiều cái chi phí nhá, tức là biến các cái biến phí, biến các cái định phí trở thành biến phí. Thay vì cho là chúng ta để nó các cái chi phí trở thành định phí nhiều quá, thì chúng ta làm sao mà giảm bớt định phí và chuyển dần sang, chuyển dịch dần sang biến phí, thì điều đấy sẽ đỡ hơn các gánh nặng cho doanh nghiệp. Và biến các cái chi phí thành lợi nhuận nhiều nhất, chúng ta tập trung vào việc đào tạo cho nhân viên và tập trung vào giữ chân những người giỏi, và tập trung vào giữ chân những người giỏi và phù hợp. Nhớ rằng là tôi sẽ có thêm một chữ nữa là giỏi và phù hợp ạ. Tại vì người phù hợp, con người phù hợp mới là tài sản của doanh nghiệp. Nếu các anh chị đồng ý thì gõ số 9 vào ô chat để thể hiện sự trường tồn cho doanh nghiệp ạ. Một doanh nghiệp trường tồn là doanh nghiệp mà có những con người phù hợp và cống hiến. Các anh chị đồng ý không ạ? Dạ. Rồi chúng ta sẽ xây dựng những cái mindset, những cái tinh thần mạnh mẽ cho anh em bằng việc là đấy ạ, xây văn hóa, tổ chức, xây những cái nghi thức cho công ty. Rồi một cái việc nữa phải nhắc nhở nhau rất là nhanh trong cái giai đoạn quản trị thực chiến này á, đó là chúng ta kiểm soát dòng tiền các anh chị ạ. Hãy kiểm soát dòng tiền thật là quan trọng trong giai đoạn này. Giai đoạn này là tiền mặt là vua. Các anh chị gõ giúp tôi lên ô chat đi ạ, tiền mặt là vua. Không có cái gì quan trọng bằng tiền mặt vào thời điểm này đâu các anh chị. Biến những cái tài sản mà nó đang trên giấy, nếu có thì các anh chị, những cái gì có thể chuyển được về tiền mặt thì chúng ta giữ tiền mặt trong nhà đi ạ, giữ tiền mặt trong cách của công ty đi ạ. Thời điểm này là tiền mặt là vô cùng quan trọng. Một điều nữa, không phải chỉ là tiền mặt là vô cùng quan trọng đâu, mà là dòng tiền mặt dương lại còn quan trọng hơn ạ. Tiền mặt là vua, nhưng mà tiền mặt, dòng tiền mặt dương thì lại còn là kinh công cơ. Tiền mặt là kinh thôi, nhưng mà tiền, dòng tiền mặt dương gọi là kinh công luôn. Dòng tiền mặt dương. Rồi ạ. Đây là lúc thích hợp để chúng ta bắt buộc đặt lên cho mình một cái KPI, đó là tiết giảm. Chúng ta không phải là cắt chi phí bằng mọi giá, mà chúng ta chỉ làm cái công tác gọi là phát động phong trào tiết kiệm trong công ty ạ. Phát động tất cả những cái phong trào tiết kiệm nào có thể ạ, để làm sao với mục tiêu là giảm được 5 đến 10% trở lên các loại chi phí cho doanh nghiệp ạ. Thời điểm này là thời điểm chúng ta có thể đàm phán với cả các nhà cung cấp ạ, để chúng ta có thể có được giá tốt nhất ạ. Thậm chí thời điểm này những anh chị nào đang thuê văn phòng ạ, ví dụ như là cách đây không lâu lắm thì tôi cũng phải làm đàm phán một cái công việc, đó là biến cái tiền đặt cọc ấy của cái tiền thuê văn phòng ạ. Và bình thường là chúng tôi đặt cọc thuê văn phòng là 3 tháng. Thì bây giờ tôi xin là cắt vào cái tiền cọc đấy 2 tháng đi và giữ lại tiền cọc còn nó 1 tháng thôi. Thế thì đàm phán với nhà, với cái người cho thuê nhà và giảm giá cái tiền thuê nhà, ví dụ như thế. Tức là đàm phán và kêu gọi họ chia sẻ cái sự khó khăn với chúng ta trong cái thời điểm này ạ. Và thời điểm này là cái thời điểm mà giữ chân những cái đối tác nào mà chúng ta có thể là phù hợp và chúng ta có thể đàm phán tốt, mang lại tất cả những cái báo gọi là gì, lấy các báo giá của các nhà cung cấp đi ạ, và so sánh lại báo giá của các nhà cung cấp, tìm lại những, cập nhật các cái báo giá mới nhất của các nhà cung cấp mới nhất, để làm sao nó chọn được những nhà cung cấp vừa phù hợp với về mặt chất lượng nhưng cũng phù hợp với cả về mặt giá cả tại thời điểm này. Và thời điểm này các anh chị hãy quan tâm đến các cái chương trình hỗ trợ của chính phủ, cũng như là chúng ta tập trung vào ạ, các anh chị hãy tăng hạn mức tín dụng lên ạ, hãy đàm phán với ngân hàng về thời hạn trả nợ kéo dài ra, giãn nợ nhà cung cấp, đấy là bài của chúng ta thời điểm này ạ, giãn nợ nhà cung cấp, và chúng ta xin là chúng ta hãy làm việc với ngân hàng để tăng các hạn mức tín dụng ngân hàng ạ. Việc vô cùng quan trọng tại thời điểm này đó là ngày mai ạ, hay là ngày mai ạ, các anh chị sẽ ngồi lại với kế toán của mình đi ạ, vạch ra lên trên bảng đi, một bên là dòng tiền vào và một bên là dòng tiền ra, và dự báo luôn cho mình biết là, dự báo luôn cho chính chúng ta biết được rằng là khoản chi sắp tới, dự chi sắp tới là bao nhiêu, dự thu sắp tới là bao nhiêu, sau đó cân đối cái dòng tiền, làm sao dòng tiền của mình dương nhất có thể. Đấy là điều vô cùng quan trọng vào thời điểm này ạ. Thay đổi các kết cấu chi phí trong các cái tỷ trọng giữa định phí và biến phí như lúc nãy tôi đã nói rồi ạ, tăng giảm định phí và tăng cường biến phí ạ. Và hãy kinh doanh dựa trên những điều này để chúng ta có thể trụ được đã. Các anh chị hãy sử dụng các cái tín dụng của ngân hàng trong trường hợp này ạ, và quay vòng hay là giãn, gọi là gì, tăng cái hạn mức tín dụng lên ạ, xin tăng các hạn mức tín dụng lên. Rồi ạ, đến đây thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần về phần dòng tiền này, chúng ta chuyển sang đến cái phần rất quan trọng ngày hôm nay, đó là vẽ chân dung khách hàng ạ. Vâng, từ đầu đến giờ cho đến giờ phút này ạ, các anh chị có thông tin nào mà chúng ta
chưa hiểu rõ hay là chúng ta thấy cần đặt câu hỏi cho nhau thì chúng ta sẽ dành lại với nhau khoảng tầm 2 phút ạ, để chúng ta đặt các cái câu hỏi hỏi đáp thật nhanh ở phần này ạ. Hoặc là chúng ta có thể kết thúc cuối cùng chúng ta hỏi đáp được không ạ? Nếu các anh chị muốn kết thúc dồn hết một lượt xong đó kết thúc thì chúng ta hỏi đáp cũng được, không sao ạ. Chúng ta thống nhất là chúng ta sẽ hỏi đáp sau cùng nhá các anh chị nhá. Gõ chữ Y dài vào chat nếu đồng ý ạ. Để tôi yên tâm để đi tiếp ạ. Vâng. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp ạ. Từ nãy đến giờ thì chúng ta nói về khách hàng cũng khá là nhiều rồi. Khách hàng là người có thể sa thải hết từ trên xuống dưới hết, từ nhân viên đến công ty luôn, đến cả chúng ta luôn ạ. Thế nên là bây giờ là lúc mà chúng ta cần phải nhìn lại cái vấn đề gọi là chân dung khách hàng và xem lại xem là khách hàng nào là khách hàng phù hợp với chúng ta tại thời điểm này nhé. Và thậm chí là lý tưởng hơn một chút đó là chân dung các cái khách hàng mơ ước của chúng ta. Vậy thì theo quan điểm của các anh chị, dưới góc nhìn của các anh chị, thế nào được gọi là khách hàng mơ ước ạ? Chúng ta gõ vào ô chat đi ạ. Thế nào được gọi là khách hàng mơ ước để chúng ta đi tìm ạ? Và tại sao nha, câu hỏi số 1 này, thế nào được gọi là khách hàng mơ ước trong suy nghĩ của các anh chị? Và câu hỏi số 2 đó là tại sao thì chúng ta phải đi tìm khách hàng mơ ước trong thời điểm này ạ? Rồi ạ, gõ vào ô chat đi ạ, câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2 ạ, tự trả lời ạ. 1 là khách hàng mơ ước là gì? Câu hỏi thứ 2 là tại sao phải đi tìm khách hàng mơ ước ạ? Rồi, ổn định lặp lại, khách hàng trung thành, khách hàng mua lặp lại mình nhiều hơn ạ, khách hàng trung thành, khách hàng bán hàng cho cả mình luôn, đúng rồi ạ, mang lại lợi nhuận, đúng rồi ạ. Tiếp đi ạ, khách hàng tiềm năng và tiền bạc, rồi mang lại tiền bạc cho chúng ta, khách hàng sòng phẳng, đúng rồi, ông nào không nợ, chứ bây giờ ông nào mà nợ là rất mệt ạ. Vâng, mang lại cho chúng ta nguồn thu lớn, khách hàng là các fan hâm mộ của mình, chính xác luôn, rất tốt ạ, khách hàng là đại sứ ạ. Để không lạc hướng trong kinh doanh, đúng rồi ạ, tìm khách hàng mơ ước để không lạc hướng trong kinh doanh. À, khách hàng là fan cuồng ạ, wow, ok. Khách hàng sẵn sàng giới thiệu khách hàng cho chúng ta, tuyệt vời luôn, lắm các anh chị. Vâng, khách hàng mơ ước ạ, trong mấy đáp án sau đây ạ. Phương án 1, đó là khách hàng có nhu cầu hoặc khả năng chi trả thì có phải là khách hàng mơ ước của chúng ta không ạ? Có hay là không ạ? Y dài hoặc chữ N ạ? Có thì là gõ chữ Y dài mà N thì là không ạ. Vâng. Khách hàng có nhu cầu hoặc là có khả năng chi trả thì được gọi là khách hàng mơ ước, có đúng không ạ? Nhớ nhá, ở đây có cái bẫy là hoặc ạ. Phương án 2 ạ. Rồi, khách hàng có nhu cầu và sẵn sàng chi trả thì phương án này đây có phải là khách hàng mơ ước của chúng ta không ạ? Có hay là không ạ? Yes or no ạ? Khách hàng ở phương án 1 đó là có nhu cầu hoặc có khả năng chi trả. Phương án 2 đó là có nhu cầu và sẵn sàng chi trả thì được gọi là khách hàng mơ ước, đúng không ạ? Yeah, yes or no. Rồi ạ, tất cả chúng ta cùng xem phương án thứ 3, đó là khách hàng mơ ước là cái khách hàng mà có nhu cầu này, sẵn sàng chi trả này và sẵn sàng giới thiệu khách hàng, mang thêm khách hàng đến cho chúng ta. Vậy thì theo các anh chị, phương án 1, phương án 2 và phương án 3 thì phương án nào chính là khách hàng mơ ước của chúng ta? Hãy gõ số vào ô chat đi ạ, số 1, số 2 hay là số 3? Yeah, phương án 3 chính xác rồi ạ. Số 3, phương án 3, vâng, số thôi ạ, gõ số thôi. Vâng, chính xác rồi ạ. Khách hàng trong mơ của chúng ta là phải là khách hàng có nhu cầu, khách hàng sẵn sàng chi trả, sẵn sàng giới thiệu khách hàng, mang thêm khách hàng đến cho chúng ta trong thời điểm này vô cùng là quan trọng. Khách hàng ở phương án 1 đó là khách hàng mục tiêu các anh chị ạ. Khách hàng ở phương án 2 đó là, xin lỗi, khách hàng ở phương án 1 chính là khách hàng tiềm năng. Khách hàng ở phương án 2 đó là khách hàng mục tiêu và khách hàng ở phương án 3 đó chính là khách hàng mơ ước của chúng ta. Vâng, đây là kiến thức của chương trình Power Team ạ, của BNI ạ. Tôi chỉ lấy đúng bài của BNI, đây là kiến thức của BNI ạ. Các anh chị nhé, không phải kiến thức ở đâu ngoài xa BNI đâu, chúng mình ôn lại bài một tí tẹo thôi ạ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem ạ. Bây giờ làm sao để vẽ được chân dung khách hàng mơ ước ạ? Thì bao nhiêu trong số các anh chị quan tâm đến điều này ạ? Gõ thật nhiều số 8 vào chat để chúng ta lấy năng lượng cho nhau để chúng ta đến với phần quan trọng này ạ. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng việc vẽ lại chân dung khách hàng mơ ước và có công cụ để vẽ chân dung khách hàng mơ ước thì đó chính là điểm mạnh và lợi thế của chúng ta trong thời điểm này để vượt lên đối thủ ạ? Yeah, rất cảm ơn các anh chị ạ. Điều này vô cùng là quan trọng và để vẽ được chân dung khách hàng ạ. Cảm ơn các anh chị. Vẽ được chân dung khách hàng thời điểm này thì chúng ta có 3 cái nội dung mà chúng ta cần phải quan tâm. Nội dung số 1 đó là phải phân tích về nhân chủng học ạ, phân tích về tổng quan,
Rồi ạ, không chỉ phân tích nhân chủng học, không chỉ phân tích tổng quan, yếu tố thứ hai cần phải quan tâm để vẽ chân dung khách hàng tốt hơn, đó chính là phân tích cái insight, tức là cái hành vi của khách hàng ạ. Phân tích cái hành vi hay mục tiêu của khách hàng hay cái biểu hiện của khách hàng trên mạng xã hội hiện nay. Bởi vì công việc của chúng ta hiện nay là làm việc online rất nhiều, chúng ta đang hướng nhau ạ, khuyến khích nhau thay đổi cách làm việc online mà. Rồi, và cuối cùng rất đặc biệt đó là phân tích nỗi đau của khách hàng ạ. Rồi, để vẽ được chân dung khách hàng mà mong muốn đạt được như chúng ta mong muốn trong thời gian tới đây thì chúng ta sẽ cần phải vẽ dựa trên 3 yếu tố sau đây: phân tích nhân chủng học, phân tích hành vi, phân tích nỗi đau. Đấy là 3 thứ ạ, mà chúng ta cần phải tập trung vào đó. Đúng rồi ạ, nó rất thực chiến các anh chị ạ, bởi vì chúng tôi là action mà, action huấn luyện hành động chứ không phải là huấn luyện lý thuyết ạ. Mà hành động này là trong PDCA, tức là hành động cải tiến chứ không phải là hành động mà không có kiến thức, nhưng mà kiến thức của chúng ta là kiến thức phải ra tiền. À, nói về câu chuyện về kiến thức ạ, người Do Thái họ nói rằng là ấy, kiến thức mà không ra tiền thì được gọi là trí tuệ, mà không ra tiền được gọi là trí tuệ chết ạ. Trí tuệ mà ra tiền thì mới được gọi là trí tuệ sống. Thế nên là không quan trọng là mình đọc bao nhiêu cuốn sách, không quan trọng là mình đi học bao nhiêu chương trình học, mà quan trọng là đọc bao nhiêu cuốn sách thì đọc sách có ra tiền không, đi học có ra tiền hay không. Đấy là điều quan trọng, đấy mới gọi là trí tuệ sống. Rồi, chúng ta gõ số 2 vào chat để khẳng định là chúng ta đang thực hiện cái câu chuyện là trí tuệ sống, đúng không ạ? Học ra tiền, đọc sách ra tiền. Vâng, chúng ta đi tiếp ạ. Không mất thời gian vào những việc đó, tôi sẽ để hết full màn hình luôn để các anh chị có thể lấy điện thoại chụp lên đây ạ. Và đây là công cụ mà chúng tôi dành tặng các anh chị ạ. Hãy lấy điện thoại của mình ra và chụp lên ạ. Nhớ rằng là chụp cho mình, đừng có up lên Facebook và đừng có up lên bất cứ một phương tiện thông tin đại chúng nào, bởi vì cái này là bí kíp và bí quyết để chỉ dành cho những người nào tham gia trong buổi ngày hôm nay mà thôi ạ. Vâng, đấy là điều đặc quyền dành cho những người nào, dành cho các thành viên mà tham gia trong buổi ngày hôm nay. Rồi, phần phân tích đầu tiên đối với phân tích nhân chủng học thì các anh chị sẽ tập trung phân tích xem là độ tuổi của, sau khi mà các anh chị điều chỉnh sản phẩm của mình tại thời điểm này nhé, xong thì và tập trung vào cái thị trường ngách, tập trung vào cái thế mạnh nào mà khách hàng không mua của các anh chị được thì không thể mua được của bất cứ ai hết, thì đó chính là điểm mạnh của chúng ta đó. Và một điều quan trọng nữa dặn dò và nhắc nhở với các anh chị đó là khi mà sản phẩm là như nhau thì lúc đó cái điểm mạnh là và lợi điểm bán hàng độc nhất của các anh chị đó chính là dịch vụ khách hàng lên ngôi ạ. Một khi mà sản phẩm là như nhau, ví dụ tất cả các công ty cùng bán hàng là Inex hoặc đều cùng bán một cái sản phẩm giống hệt nhau, là chúng ta làm thương mại thì giá thành cũng phải giống hệt nhau vì giá barem sàn giống nhau. Thế thì chỉ có một cách duy nhất chúng ta cạnh tranh bằng, tất nhiên có rất nhiều thứ để cạnh tranh, nhưng mà dịch vụ sẽ là một trong những cái thứ mà giúp cho chúng ta làm lợi thế vũ khí. Và vậy thì những anh ở đây, nếu mà những anh chị nào mà chưa biết cách làm sao để xây dựng cái USP cho doanh nghiệp của mình ạ, thì các anh chị cũng có thể liên hệ với Thu sau ngày hôm nay ạ, tôi có thể hỗ trợ và giúp đỡ các anh chị điều này ạ. Số điện thoại của tôi là không, tôi sẽ ghi lên đây ạ. Chắc là phải ghi nhanh lên đây ạ, 0833453888 ạ. Vâng, và tôi có một cái trang là lyhathu.com, các anh chị có thể liên lạc với tôi thông qua đó ạ. Vâng, rồi ạ. Thế thì chúng ta quay trở lại với việc là vẽ chân dung khách hàng mà phải gặp trong cái mục đích là phân tích nhân chủng học và các cái tổng quan nói chung, thì hãy xem là với cái dòng sản phẩm mà các anh chị đã điều chỉnh như vậy thì độ tuổi của khách hàng nào, khách hàng ở phân khúc độ tuổi nào, giới tính nào, và khách hàng họ đang ở đâu, họ chơi ở đâu, họ ăn ở đâu, họ đi tìm kiếm thông tin ở đâu, thì chúng ta lên trên đó để chúng ta quảng bá hay là xây dựng các mối quan hệ với họ ở đó. Cái thứ tư đó là phân loại các đối tượng khách hàng theo sản phẩm, từng dòng sản phẩm nào thì đối tượng khách hàng nào, phân khúc khách hàng nào theo sản phẩm nào của chúng ta. Thói quen hành vi của khách hàng hiện nay đang là cái gì? Khách hàng khi ra quyết định mua sản phẩm thì thường họ hay phân vân điều gì ạ? Ở trong công ty của các anh chị ạ, khi mà mình bán hàng ấy, thì khi mà khách hàng ra quyết định mua hàng và cái đòn quyết định lúc cuối cùng ấy, thì họ nói rằng là ô, cảm ơn em nói rất là hay, sản phẩm của anh cũng của em cũng rất là tuyệt vời, nhưng mà bây giờ thì anh phải hỏi ý kiến vợ anh. Câu này nghe có quen quen không ạ? Cái câu này nghe rất quen quen đấy, tôi thấy rất quen. Vâng, tôi phải hỏi ý kiến người nhà hay là hỏi ý kiến người này kia vân vân, họ sẽ tìm đủ thứ lý do để họ từ chối, và họ sẽ nhiều thứ lắm, nhiều cái. Thế nên là chúng ta phải ra quyết định, phải nghiên cứu xem là khi mà khách hàng ra quyết định ấy, thì họ thường hay phân vân cái điều gì ạ? Cái này các chị sẽ ngồi lại cùng với cả nhân viên của mình ạ. Toàn bộ cái bộ công cụ, bộ câu hỏi ngày hôm nay dành tặng cho các anh chị, hãy lấy điện thoại chụp hết nó lại.
xong về gõ lại lên máy tính của các anh chị, xong rồi dạy lại cho nhân viên của mình và cùng họp với nhân viên để vẽ lại chân dung khách hàng cho chúng ta. Rồi mong muốn lớn nhất của khách hàng là gì ạ? Khách hàng người ta mua hàng là mua mua cả cái gọi là gì nhỉ? Đặc điểm và lợi ích của sản phẩm. Họ mua cả đặc điểm của sản phẩm lẫn mua cả lợi ích của sản phẩm. Vậy lợi ích của sản phẩm chính là cái điều họ mong muốn, các anh chị. Cái điều mà họ mong muốn ở đây á, đó chính là cái gì thì chúng ta bán cho họ cái thứ họ cần, chứ đừng bán cho họ cái thứ mà chúng ta có. Nếu như mà chúng ta chỉ bán cho khách hàng cái thứ mà mình có mà quên mất rằng khách hàng cần cái gì thì chúng ta đang vi phạm cái câu hỏi số 7. Và có một điều cũng khá là độc đáo, đó là hãy nói theo ngôn ngữ của khách hàng. Khi mà khách hàng người ta muốn mua cái sản phẩm dịch vụ của mình, họ gọi nó là cái gì, thì các anh chị hãy đơn giản hóa ngôn ngữ bán hàng của chúng ta bằng cách là làm ơn đừng nói các thuật ngữ chuyên ngành. Bởi vì khi mình quảng cáo bằng các thuật ngữ chuyên ngành thì khách hàng không hiểu, và khách hàng người ta chỉ có nhu cầu đó và người ta sẽ diễn giải cái ngôn ngữ theo cái nhu cầu của họ và theo tiếng lóng của họ thôi, hay cái ngôn ngữ địa phương vùng miền của họ. Thế nên là đừng đưa các thuật ngữ chuyên ngành trong các cái việc mà chúng ta quảng bá hay là quảng cáo hay là bán hàng. Rồi câu hỏi số 9, đó là khi khách hàng sử dụng sản phẩm tương tự của đối thủ thì họ hay gặp phải vấn đề gì? Khi mà khách hàng dùng sản phẩm tương tự của đối thủ thì họ hay phải gặp phải cái vấn đề gì ạ? Thì các anh chị trả lời ra, liệt kê ra tất cả những cái câu hỏi đó, xem là họ đang gặp phải những vấn đề gì và làm ngược lại đi, bởi vì tất cả những cái vấn đề đó là giải pháp chúng ta cung cấp cho họ. Rồi, tiếp theo nữa đó là xu hướng về nhu cầu của khách hàng trong tương lai thì nó sẽ là như thế nào ạ? Trong thời gian sắp tới họ cần cái gì, họ muốn cái gì, đặc biệt là trong cái giai đoạn này, giai đoạn gọi là vượt bão này, thì họ đang cần cái gì, xu hướng của họ là gì. Chúng ta ngồi phân tích tổng quan hết ra. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy cái phần này đã rõ rồi thì chúng ta ghi giải vô chat để chúng ta đi sang phần một, nội dung thứ hai trong phần vẽ chân dung khách hàng ạ. Ok, bởi vì các anh chị đã lấy điện thoại chụp màn hình rồi nên là không lo sót cái gì hết, yên tâm ạ. Giờ chúng ta sẽ đi tiếp phần thứ hai, đó là vẽ chân dung khách hàng nhưng mà tập trung vào cái tiêu chí đó là phân tích hành vi của khách hàng trên các mạng xã hội. Khi chúng ta phân tích hành vi của khách hàng, biểu hiện của khách hàng, bây giờ thời điểm này là thời điểm mà người ta online nhiều hơn bao giờ hết luôn. Thế nên là các anh chị thử xem là đối tượng khách hàng mục tiêu của các anh chị, họ đang than thở, họ kêu ca cái gì ở trên mạng xã hội khi mà họ không có cơ hội sử dụng cái sản phẩm tương tự như anh chị đang kinh doanh. Hay là khách hàng người ta đang đi tìm hiểu cái thông tin về cái sản phẩm dịch vụ của các anh chị như thế nào ạ? Và họ tìm ở đâu, cách hỏi, cách tiếp cận họ đi tìm là như thế nào? Hay là khi mà họ mua được rồi ạ, gọi là mua được rồi thì họ sung sướng, họ thỏa mãn cái điều đó, họ đi khoe với ai? Cái cách họ khoe ở trên mạng xã hội như thế nào? Ồ, cái này hay vô cùng luôn, cái này nó rất là trong trạng thái bình thường mới luôn. Người ta có cái gì đấy là người ta cũng đi lên mạng, người ta khoe với nhau. Một cái gì không hài lòng họ cũng nói ở Mỹ, và cái thứ hài lòng họ cũng nói ở Mỹ. Nhưng cẩn thận, cái thứ không hài lòng họ nói ở Mỹ hơn nhiều hơn so với thứ mà họ hài lòng. Thế nên là nói nhỏ với nhau là cẩn thận đã, chúng ta chú ý phần dịch vụ của chúng ta nhé. À, quay lại này, câu hỏi số 3, nhớ là để ý xem là khách hàng khi họ hài lòng thì họ khoe cái gì, và cái ngôn từ nào mà khách hàng người ta hài lòng mà người ta khoe với nhau ạ. Đó là những chất liệu và đó là những từ khóa để sau này các anh chị làm video marketing, hay là các anh chị làm những cái gọi là YouTube, hay là làm những cái kịch bản bán hàng mà để nói theo ngôn ngữ của khách hàng để thỏa mãn cái sung sướng của khách hàng. Câu hỏi số 4, đó là khách hàng chuẩn bị ra quyết định. Khi họ chuẩn bị ra quyết định thì khi mua cái sản phẩm của các anh chị, họ thường hỏi những câu hỏi gì? Khi khách hàng hỏi những câu hỏi gì thì đó chính là lúc mà các anh chị hình dung rõ ra chân dung của khách hàng của mình nhất. Và đó là lúc mà các anh chị có thể xây lại cái kịch bản bán hàng cho nhân viên bán hàng của chúng ta, nói với khách hàng, nói chuyện với khách hàng theo kịch bản. Và nhớ rằng khi mà để cho khách hàng bán hàng mà theo kịch bản ấy, thì cũng nhớ rằng là hãy bán hàng theo DISC các anh chị ạ. Nhớ, ở đây có anh chị nào chưa biết đến DISC thì các anh chị gõ chữ N vào ô chat giúp tôi ạ. Anh chị nào đã biết đến DISC rồi gõ chữ Y dài vào ô chat ạ. Ôi thôi chết rồi, vẫn còn có rất nhiều người chưa biết đến DISC ạ. DISC là một công cụ mà cực kỳ hữu hiệu, bởi vì nó là thể hiện tuyết phong cách hành vi. Nó giúp cho chúng ta biết bán hàng theo kiểu người nào thì bán hàng theo cách gì, và xử lý từ chối theo từng tuyết kiểu người bán hàng. Vậy là và kiểu người, cái phong cách hành vi của cái người mua hàng lẫn phong cách hành vi của người bán hàng. Tôi lấy ví dụ, người nhân viên của mình có phong cách hành vi là C thì cho đi bán hàng C, và kịch bản bán hàng là C, và kịch bản xử lý từ chối trong bán hàng cũng là C.
Tương tự như vậy đối với tuýp người tuân thủ đây, tuýp người si là tuýp người tuân thủ. Chúng ta hôm nay không có đủ thời gian để chúng ta nói về DISC trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì nhân tiện có rất nhiều anh chị nói đã gõ chữ N vào chat thì tôi một 30 giây dành cho quảng cáo ạ. Và ngày 23 tháng 7 ạ, ngày 23 tháng 7 này tức là thứ 6 tuần sau thì tôi có một chương trình từ 2 giờ cho đến 5 giờ và cái phí để mà chúng ta đăng ký tham gia cái chương trình này đó là 600 bao nhiêu nghìn nhỉ? 660 nghìn thôi các anh chị, rất đơn giản ạ. Và các anh chị có thể lên trên website fanpage gì đó của chúng tôi sẽ gửi cái thông tin đấy sau ạ. Nhưng mà các anh chị biết là nhớ được cái lịch giúp tôi thôi ạ, hoặc cách nhờ các bạn Zoom ạ, hỗ trợ Zoom các bạn sẽ nốt lại giúp tôi ạ. Các anh chị có thể để lại số điện thoại, tên và thông tin liên hệ để mà chúng tôi có thể liên hệ với các anh chị. Chúng ta sẽ đầu tư một khoản là 660 ngàn cho một buổi chiều 3 tiếng đồng hồ ạ. Và tôi cũng sẽ dành tặng cho một vài những anh chị nào mà chúng ta đăng ký và tương tác với tôi nhiều hơn. Vì tôi ở đây tôi rất là khó để có thể là tiếp cận được với các anh chị trong cái điều kiện mà online tại buổi webinar như thế này. Ok, chúng ta quay trở lại để không mất thời gian ạ. Nhớ là ngày 23 tháng 7 nhé, buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ ạ. Vâng, thì chúng ta sẽ học về DISC, đặc biệt là với mục đích là ứng dụng DISC để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình trong thu hồi doanh thu và lợi nhuận cho 6 tháng cuối năm ạ. Và đấy là chủ đề của chương trình ngày 23 tháng 7. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại này, câu hỏi số 5. Đó là khách hàng có hay hỏi khi mà sử dụng cái sản phẩm thì như thế nào không? Ví dụ như là khi mà người ta có ý định mua cái sản phẩm của các anh chị thì người ta sẽ phải hỏi cách sử dụng nó như thế nào. Nhiều khi người ta không biết cách sử dụng như thế nào nên họ cũng không có nhu cầu mua luôn thì có hay không. Hoặc là họ thấy lạ thì họ tò mò, thế thì họ sẽ hỏi những cái câu hỏi như thế nào, dùng nó như thế nào hay là ứng dụng như thế nào, lợi ích của nó là gì. Thì có những cái câu hỏi như vậy không thì chúng ta tự trả lời. Câu hỏi số 6 ở đây đó là để chúng ta phân tích hành vi ạ. Hành vi của khách hàng. Ok, các anh chị cứ đăng ký ở trên đấy là phần sẽ lưu lại được đúng không ạ? Vâng. Và khi mà câu hỏi số 6 là khách hàng khi sử dụng sản phẩm của mình thì họ có những biểu hiện gì? Chúng ta hình dung nhé. Hình dung và tưởng tượng xem là khi họ sử dụng sản phẩm của mình. Tôi không biết tại vì các anh chị có rất nhiều loại hình sản phẩm ở đây, nhưng mà câu hỏi chung chung ở đây, nhưng mà chúng ta về tự phân tích với nhau xem là khi họ sử dụng sản phẩm của mình, ví dụ như là sản phẩm về may mặc hay sản phẩm về đồ ăn, thức uống hay là sản phẩm thương mại hay dịch vụ hay sản xuất gì đó trong từng lĩnh vực của các anh chị, thì khách hàng người ta hay hay biểu hiện ra bên ngoài như nào, hay nói câu nói gì, hay khen ngợi như thế nào, hay là hành vi vỗ về như nào. Được. Câu hỏi số 8 đó là rào cản nào của khách hàng khi ra quyết định mua hàng. Thông thường khách hàng khi mà ra quyết định mua hàng thì thường người ta hay có cái rào cản gì? Mình sẽ phân tích trên cái sản phẩm của mình. Và ví dụ như là rào cản về mặt thói quen, ví dụ như là như một số những cái chương trình, ví dụ chúng tôi là đào tạo ngoại ngữ chẳng hạn nhé, thì công ty của tôi là công ty riêng của tôi thì đào tạo về ngoại ngữ. Và trước đây á, thì là cái thói quen là người ta không có quen là đi học, đi làm về là phải đi học buổi tối. Thế nên là họ sẽ có một cái rào cản là ban ngày đi làm về rất là mệt rồi đấy, buổi tối thì lại phải đi học. Thế thì đấy là một trong những cái rào cản về thói quen mà nó sẽ giảm cái quyết định mua hàng của khách hàng của tôi. Ví dụ thế, trong cái lĩnh vực huấn luyện và lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ. Hay là khách hàng có cái rào cản gì về niềm tin hay không khi người ta ra quyết định mua hàng không? Hay khách hàng có cái rào cản nào về địa điểm không? Cái rào cản về địa điểm ví dụ như là cái khoảng cách đi lại đấy, khoảng cách địa lý không? Khách hàng có rào cản gì về vấn đề sức khỏe không? Người ta sẽ hỏi là nếu như mà tôi bị bệnh gút thì tôi có uống được cái thuốc này hay không, hay tôi gì gì đó. Hay có rào cản gì về tiền bạc không? Rào cản gì về ngôn ngữ không? Ví dụ như họ muốn mua một cái đường link nào đó và để đọc hay gì đấy nhưng mà nó lại toàn bằng tiếng Anh, thì họ hỏi là thế tôi không biết tiếng Anh thì tôi có thể dùng cái sản phẩm này hay không, vân vân. Đấy là những cái rào cản về mặt ảnh hưởng đến cái quyết định mua hàng, thì nó thể hiện ra các cái hành vi á, ảnh hưởng đến các cái biểu hiện ra bên ngoài về hành vi, các cái insight của khách hàng. Thì chúng ta phân tích thật là kỹ về phần này ạ. Yeah. Chúng ta sẽ đi tiếp ạ. Phần cuối cùng của cái phần vẽ chân dung khách hàng này đó là chúng ta sẽ nhìn lại xem là cái nỗi đau ấy ạ. Tức là phân tích cái nỗi đau của khách hàng. Cái điều này bao nhiêu trong số các anh chị thấy rất là quan trọng khi chúng ta phải phân tích cái nỗi đau của khách hàng ạ. Nếu thấy đồng ý thì các anh chị gõ y dài vào chat đi ạ. Ok.
hãy phân tích cái nỗi đau của cả khách hàng nữa các anh chị ạ. Khi mà khách hàng có, khi có vấn đề thì nỗi đau của khách hàng là gì? Ví dụ như là vợ hoặc là chồng họ trách móc nhau là họ không mua được cái sản phẩm đấy, nên là vì là bây giờ cái tôi lấy ví dụ như là cái kính ở trong cái vệ sinh ấy, cái kính ở trong cái phòng vệ sinh, cái phòng toilet ở nhà ấy, của nhà ấy, thì nó hay bị cái canxi nó cáu cặn bám lên trên đấy ấy. Thế thì nhìn thì nó rất là ngứa mắt và không thể nào mà làm sạch được nó. Thế thì về nhà hai vợ chồng chỉ trách móc nhau là làm sao không làm sạch được nó. Đấy cũng là một trong những cái khó chịu, đấy là cái nỗi đau của họ. Và chúng ta là cái người bán cái thứ sản phẩm mà gọi là hóa chất để xử lý cáu cặn đấy chẳng hạn thế. Thế thì khi mà hai vợ chồng họ trách móc nhau thì họ thường hay nói cái gì với nhau, họ hay làm, họ hay biểu hiện ra hay có những cái câu nói gì đấy nó xoáy vào cái điều mà khó chịu của cái người đối phương bên kia. Đấy là phân tích những cái nỗi đau đó, để khi mà các anh chị có được những cái câu, có được những cái gọi là cái câu nói ấy, thì những cái câu nói như vậy, những cái từ khóa như vậy, đó là những cái từ khóa để mình viết lên những cái kịch bản quảng cáo. Cái này là những người mà họ làm về gọi là gì ạ? Họ làm về marketing á, thì họ rất giỏi về cái điều này. Rồi. Chúng ta sẽ đi tiếp ạ. Khi có vấn đề xảy ra thì những người xung quanh của khách hàng ạ thường cũng trách móc cái người khách hàng của mình điều gì ạ? Đã bảo rồi, nhẽ ra là mua sớm đi thì không mua, bây giờ cứ đến giờ này rồi mà vẫn không mua thì kết quả nó là như vậy thôi, ví dụ thế. Đấy là những cái câu nói mà nó thể hiện cho nó làm cho cái người mua hàng ra quyết định mua hàng nhanh hơn ạ, bởi vì do người nhà của người ta, người thân của người ta tự thúc giục lẫn nhau ạ. Thì nó là cái gì, cái này nó có đặc biệt không các anh chị, nó có thú vị không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị thấy cái điều này nó cũng khá là thú vị? Đã anh chị nào khi vẽ chân dung khách hàng thì chúng ta đã phân tích sâu đến như thế này chưa ạ? Có thì gõ số 1, mà chưa thì gõ số 2 ạ. Phân tích nỗi đau của khách hàng như vậy đó. Và chưa phân tích thì gõ số 2, mà phân tích rồi thì gõ số 1 ạ. Cái thứ ba nữa, câu hỏi thứ ba đó là chúng ta sẽ hỏi nhau rằng là khi mà có vấn đề xảy ra thì ảnh hưởng tới khách hàng như thế nào? Tức là khi họ không sở hữu được cái sản phẩm của mình ấy, thì họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào về phía gia đình, về phía bạn bè, về phía cá nhân. Tức là cái khả năng sở hữu, họ không có khả năng sở hữu, hoặc họ chưa sở hữu được cái sản phẩm của mình, hoặc họ có vấn đề gì đó xảy ra khi họ chưa được sử dụng sản phẩm của mình, thì cái hậu quả là nó ảnh hưởng như thế nào đến gia đình, ảnh hưởng như thế nào đến bạn bè, người thân, đối tác, người ta sẽ nói gì về họ. Họ bị thất hứa, lỡ hẹn với khách hàng. Tức là những cái này là phải ngồi lại với nhau các anh chị. Mỗi một công ty ấy, thì các anh chị có những cái đặc thù sản phẩm dịch vụ riêng, nên là chỉ có các anh chị mới hiểu được ấy, là nó là cái gì. Nhưng mà đây là trên những cái câu hỏi mà chúng tôi gợi ý và để chúng ta có thể tư duy ạ. Rồi ạ, đến giờ phút này thì chúng ta đã hình dung được là để vẽ được một cái chân dung khách hàng ấy, mà đặc biệt là chân dung khách hàng mà cái người mà vừa ở trong cái phân khúc của mình họ lại còn sẵn sàng chi trả, và thậm chí là những cái người mà họ hiểu mình đến cái mức, tức là mình hiểu khách hàng đến cái mức độ mà họ thấy rằng là chúng ta đang đi guốc trong bụng của họ, và rồi họ sẵn sàng yêu quý chúng ta đến mức độ không chỉ mua chúng ta một lần mà họ còn mua chúng ta rất rất chi là nhiều lần ạ. Và rồi ạ, sau này và rồi sau này thì họ sẽ mang cả khách hàng đến cho chúng ta luôn ạ. Thì đấy chính là cái điều mà quan trọng mà khi chúng ta cần phải vẽ chân dung khách hàng đó các anh chị. Vâng. Thế thì chưa làm cái việc này vì khách hàng là B2B. B2B cũng có thể vẽ được cái này các anh chị nhé. B2B ạ, anh chị nào mà B2B thì các anh chị gõ lên giúp tôi ạ. Những công ty nào đang là công ty B2B thì các anh chị gõ số 7 vào ô chat đi ạ, để tôi biết ạ. Vâng. Các anh chị cứ gõ nhé, tôi đóng cái cửa. Rồi ạ, khách hàng B2B thì chúng ta như thế này, thậm chí tốt hơn như thế này luôn. Và B2C các anh chị cũng có thể làm được cái việc này ạ. Vâng, vậy thì nói về chân dung khách hàng, chúng ta sẽ quay trở lại với ở cái phần gọi là chúng ta có mấy cái mục của vẽ chân dung khách hàng đó. Rồi, vẽ chân dung khách hàng mơ ước thì có 3 phần, đó là phân tích nhân chủng học này, rồi tổng quan này, rồi phân tích hành vi và của khách hàng này, rồi là các cái hành vi mục tiêu của họ ở trên mạng xã hội này, của cái khách hàng mục tiêu của mình, khách hàng ước mong trong mơ của mình ấy, và phân tích cái nỗi đau của khách hàng này. Với 3 cái nội dung đó thì chúng ta tập trung vào
Các bộ câu hỏi không biết không nhớ là bao nhiêu câu hỏi đấy ạ? 10 câu hỏi cho cái phần phân tích đầu tiên. 8 câu hỏi cho cái phần phân tích tiếp theo. Các anh chị đã kịp chụp chưa? Dạ. Và 3 câu hỏi cho cái phần phân tích sau cùng, đó là phân tích nỗi đau của khách hàng ạ. Và đến giờ phút này thì tạm thời là tôi sẽ tắt cái màn chiếu này đi ạ, để chúng ta khỏi bị phân tâm ạ. Trước khi mà chúng ta sẽ trao đổi sâu hơn thì tôi muốn là xem cái phần tương tác của các anh chị một chút nhé. Và các anh chị có câu hỏi gì, bây giờ thì cũng là 9:30 hơn rồi ạ. Đã. Chúng ta sẽ cùng với nhau nhìn lại các vấn đề. Tôi muốn các anh chị hãy dành giúp tôi khoảng tầm 2 phút để xem lại toàn bộ từ đầu đến giờ ạ. Từ đầu đến giờ chúng ta đã chia sẻ với nhau thì các anh chị nhớ được những cái gì hoặc là đã học được những cái điều gì, chúng ta tổng kết lại, tự mình tổng kết lại ạ. Các anh chị dành giúp tôi 2 phút để tổng kết lại, tự mình và chính mình tổng kết lại xem là mình đã học được cái điều gì ạ, cho chính mình thôi. Sau đó các anh chị lần lượt có thể gõ lên ô chat ạ. Và sau phần này thì chúng ta sẽ cùng với nhau dành chút thời gian để chúng ta hỏi đáp ạ. Chúng ta dành một chút thời gian để xem lại. Vâng, dành một chút thời gian để xem lại không có cái khối lượng thông tin mà tôi đã đưa cho các anh chị rất là nhiều thông tin từ đầu giờ đến giờ rồi ạ. Chúng ta dừng lại một chút thời gian để chúng ta sẽ xem lại một chút ạ. Không có là nó sẽ bị ngập lụt thông tin. Anh chị cũng có thể gõ lên ô chat đi ạ. Vâng, có thể gõ lên ô chat về những cái gì mà các anh chị đã thấy, đã học được, hay là các anh chị thấy ấn tượng, hay là các anh chị muốn làm ngay. Thì các anh chị cũng có thể là gõ lên để chúng tôi biết ạ. Rất là nhiều đúng không ạ? Trong tình hình xã hội bình thường mới hiện nay là cơ hội tạo ra môi trường văn hóa v.v. Thay đổi tư duy lãnh đạo ạ. Cách chuyển đổi doanh nghiệp qua online, cách làm thế nào ạ? Chúng ta sẽ tương tác với nhau thêm sau nhé. Tìm kiếm khách hàng, chân dung khách hàng ạ. Không biết cách học bao nhiêu. Ok, rồi ạ, tiếp tục đi ạ. Vâng, các anh chị sẽ gõ xem là chúng ta đã học được cái điều gì cho đến giờ phút này rồi ạ. Vâng, tăng cường bán hàng online vân vân. Rồi ạ. Tiền mặt là vua, tăng cường các giải pháp lưu trữ tiền mặt cho doanh nghiệp, giãn nợ, tăng tín dụng ạ, tăng hạn mức tín dụng này. Vâng, giảm tiền mặt bằng ạ. Chính xác ạ. Rồi ạ. Bây giờ là lúc ạ, chúng ta sẽ kiểm tra và đo lường ạ. Các anh chị hình dung là sau khi mà chúng ta đã điều chỉnh rất, đã cùng với nhau trao đổi, giả sử như các anh chị đã nắm được những cái thông tin này ạ, và về nhà chúng ta đã ngồi lại với nhân viên của mình, xem xét lại tất cả các vấn đề trong công ty của mình, thì đây là lúc mà chúng ta cùng thử nghiệm lại hay kiểm tra lại để đo lường lại, gọi là testing and measuring á. Tức là chúng ta kiểm tra và đo lường lại hay thử nghiệm những cái chúng ta điều chỉnh, sau đó chúng ta đo lường xem là trước khi chúng ta thực hiện cái việc thay đổi thì nó như thế nào, và sau khi chúng ta thực hiện việc thay đổi hoặc trong quá trình chúng ta thực hiện việc thay đổi thì nó đã làm tốt hơn cho công ty của mình ra sao. Cái gì mà tốt thì chúng ta sẽ phát huy tiếp, và cái gì chưa tốt thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh. Thì cái việc mà kiểm tra hay thử nghiệm hay đo lường ở trong công ty là điều đương nhiên là chúng ta cần phải thực hiện liên tục trong cái giai đoạn này. Vì chúng ta đang nói về câu chuyện là quản trị thực chiến, nên là nếu như mà cái gì không đo lường được thì đồng nghĩa với việc không quản lý được. Các anh chị nhé, cái gì không đo lường được thì đồng nghĩa với việc cái đó không quản lý được. Vâng, thế nên là chúng ta sẽ liên tục thử nghiệm và đo lường. Các anh chị có đồng ý là cái gì không đo lường được thì bằng nghĩa với việc là không kiểm soát được không ạ? Nếu đồng ý gõ số 2 vào ô chat đi ạ. Không đo lường được thì chúng ta không kiểm soát được doanh nghiệp của mình đâu. Thế nên là thời điểm này là hãy đo lường nó ạ. Còn cách đo lường nó như thế nào thì chúng ta sẽ dành với nhau một buổi khác hoặc một dịp khác để chúng tôi có thể có cơ hội giúp các anh chị đo lường một cách chi tiết hơn, đo lường trên từng dòng sản phẩm, đo lường trên từng nhân viên, đo lường hiệu suất lao động của từng nhân viên, đo lường hiệu suất làm việc hay hiệu suất kinh doanh của cả công ty ạ. Cái này là phải làm việc liên tục và có công cụ, phương tiện và phương pháp để làm cái việc đó ạ. Và rất mong là có một cái dịp nào chúng ta có thể ngồi lại được với nhau sớm ạ. Và cái điều quan trọng nữa đó là hãy điều chỉnh và cập nhật cho bản kế hoạch 90 ngày sắp tới ạ. Có rất là nhiều người đã từng lập kế hoạch và rồi không đạt được kế hoạch. Thậm chí có những người lập kế hoạch rồi lại hay thay đổi kế hoạch liên tục ạ. Chuyện đấy cũng là bình thường, nhưng bây giờ là thời điểm hơn bao giờ hết, là thời điểm mà chúng ta phải tập trung vào kết quả. Tập trung thẳng trực tiếp vào kết quả luôn để xem kết quả 90 ngày tới sẽ như thế nào, rồi tiếp tục điều chỉnh cho 90 ngày tiếp theo nữa, cho 3 tháng của quý 3 và 3 tháng của quý 4. Đấy là thông điệp mà chúng tôi kêu gọi tất cả chúng ta cùng chú ý đến điều này ạ.
Nhớ rằng là khi chúng ta xem lại cái bản kế hoạch của mình, hay là lập lại hay điều chỉnh lại cái bản kế hoạch của mình ạ, thì hoạch định cái kế hoạch từ nay đến 6 tháng cuối năm cho nó, hoạch định thì phải lớn ạ, bắt đầu thì từng những bước nhỏ thôi, nhưng mà hành động ngay ạ, hành động ngay. Ví dụ ngày hôm nay tiếp nhận được cái gì mới ạ, thì chúng ta áp dụng ngay ạ, gọi là hay thì áp dụng ngay ạ. Và với mục tiêu cao cả nhất đó là phải phát triển bền và chúng ta phải trụ vững được ạ. Thì trên đây là toàn bộ những phần chia sẻ của tôi trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, rất là cảm ơn tất cả các anh chị với những cái phần tương tác cực kỳ là tuyệt vời trong suốt buổi tối ngày hôm nay từ đầu giờ đến giờ ạ. Vâng, và xin dành lại cái Zoom này ạ. Tôi xin được gửi lại Zoom này cho ban tổ chức ạ, để chúng ta sẽ dành chút thời gian để chúng ta dành cho hỏi đáp ạ. Vâng, cảm ơn bạn Lương Yên đã xuất hiện ạ. Cảm ơn chị Lý Hà Thu rất là nhiều ạ. Các anh chị ơi, chúng ta cùng gửi những lời cảm ơn đến chị Lý Hà Thu trong vòng 2 tiếng vừa qua đã đem lại cho chúng ta những cái kiến thức rất là cơ bản, đúng không các anh chị? Và đó là những cái lời nhắc nhớ, nhắc nhở cho chúng ta tại thời điểm bây giờ chúng ta tập trung những việc gì, đúng không ạ? Và các anh chị hãy tiếp tục ghi vào trong ô Q&A những cái câu hỏi các anh chị đang thắc mắc. Mong muốn diễn giả của chúng ta là chị Lý Hà Thu có thể cùng giải đáp ha. Yên xin phép được đọc những cái câu hỏi trong ngày hôm nay và nhờ chị Lý Hà Thu cùng chia sẻ giải đáp với lại các anh chị. Câu hỏi thứ nhất, với những đại lý chậm thanh toán thì có nên tiếp tục hợp tác hay không? Nếu không thì khó thu hồi nợ cũ và có khi họ sẽ sang hợp tác với đối thủ của mình. Nhờ chị Lý Hà Thu giải thích ạ. Hay quá. Vâng, chúng ta rất là cảm ơn cái câu hỏi vừa rồi của các anh chị, bởi vì câu hỏi đấy là câu hỏi rất thực tế luôn. Với những cái con người mà, với những cái đối tác mà họ hay nợ như vậy ạ, chỉ có các anh chị, những anh chị khác thì ạ, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Như ngay đầu giờ chúng ta có nói với nhau rằng là chúng ta sẽ cùng học hỏi lẫn nhau, và đây là một cái buổi giao lưu và trao đổi mở. Thế nên là chính chúng ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau và tương tác cùng trả lời cho nhau câu hỏi này ạ. Các anh chị sẽ gõ lên ô chat đi ạ. Trong cái tình huống này ạ, thì chúng ta có nên duy trì cái đối tác này không ạ? Các anh chị sẽ giúp cho bạn mình đi ạ. Câu trả lời ở đây ạ. Vâng. Không biết là anh chị đặt câu hỏi đấy tên là gì nhỉ? Bạn Lương Yên nhỉ? Anh Trần Thanh Trầm. Vâng, anh Trầm. Anh Trầm thân mến ạ, ở trên phần ô chat ạ, các thành viên, các anh chị em của chúng ta ạ, họ cũng đang trả lời dần cho chúng ta rồi ạ. Tất nhiên cái điều này nó phụ thuộc vào anh thôi. Người ra quyết định cuối cùng sẽ là anh, bởi vì anh là người mà sẽ đủ biết được là cái đối tác đấy có thể là thời điểm này họ có khó khăn gì hay không. Và trước khi mà chúng ta thay đổi những cái quyết định gì của mình ạ, thì theo anh mình có nên dành thời gian để mình sẽ nói chuyện lại với họ và mình trao đổi lại với họ hay không, trước khi mà mình cắt cái mối quan hệ? Bởi vì từ đầu đến giờ chúng ta vẫn đang nói rằng là chúng ta tăng cường giao tiếp, mà không chỉ là tăng cường giao tiếp với nhân viên, chúng ta tăng cường giao tiếp với cả khách hàng, thậm chí tăng cường giao tiếp với cả các nhà cung cấp của mình nữa. Biết đâu họ cũng có những cái khó khăn nhất định gì đó mà chúng ta ngồi lại được với nhau, đúng không ạ? Cái này là do cách thức mà các anh, cái cách mà chúng ta sẽ lựa chọn để giao tiếp với họ thôi. Và sau khi mà chúng ta lắng nghe nhau xong, biết đâu anh sẽ có cái quyết định tốt nhất. Đó, cảm ơn anh. Câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, cảm ơn chị Lý Hà Thu. Một câu hỏi thứ hai cũng rất là sát với cái chương trình trong ngày hôm nay. Có những công cụ, công nghệ gì để giúp chúng ta vẽ ra khách hàng mơ ước chính xác hơn khi chúng ta làm thủ công, không rơi vào nhận định chủ quan? Câu hỏi cũng khá là thú vị và thực tế luôn đấy các anh chị. Ba cái tiêu chí mà lúc nãy chúng ta cùng với nhau liệt kê ra để chúng ta cùng vẽ chân dung khách hàng ấy anh. Vâng, với ba cái tiêu chí đấy là ba cái tiêu chí gạch đầu dòng. Còn với mỗi một loại hình sản phẩm và dịch vụ ấy, thì đặc biệt là cả là B2B hay là B2C, giống như lúc nãy các anh chị có tương tác ạ, thì cái phần này ạ, và B2B hay là B2C ấy, thì chúng ta cũng sẽ có cái cách chúng ta phân tích cái chân dung khách hàng không giống nhau đâu các anh chị. Nhưng mà những cái câu hỏi đấy là những cái câu hỏi mà có thể bây giờ là hôm nay mới ngày đầu tiên, lần đầu tiên các anh chị tiếp cận đến nó. Thì cái lời chia sẻ chân thành của tôi đó là các anh chị đã chụp lại hết màn hình rồi ạ. Chúng ta sẽ ngồi nghiên cứu lại cái đằng sau lưng của cả những câu hỏi đó nữa. Câu trả lời của tôi đó là hãy bình tĩnh ạ, về nhà đọc lại thật kỹ những câu hỏi đấy và nghiên cứu đằng sau lưng những câu hỏi đấy, ẩn ký đằng sau lưng những câu hỏi đấy, nó có những cái điều rất là sâu sắc để các anh chị có thể áp dụng cho trả lời cho chính cái câu hỏi của mình vừa rồi ạ. Vâng.
Chúng mình đi tiếp được không ạ? À, có Dạ. anh chị nói là có nên bán hết hàng tồn kho để thu hồi dòng tiền dương không? Câu hỏi rất hay ạ. À, mỗi một doanh nghiệp á thì chúng ta có một cái đặc trưng hàng tồn kho riêng nhé. Không phải là doanh nghiệp nào cũng có một cái kiểu hàng tồn kho giống nhau. Ví dụ như là về mảng may mặc ấy thì lại tồn kho theo kiểu khác, mà về mảng gọi là gì nhỉ, như hôm chiều nay thì tôi có coaching một cái doanh nghiệp về 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 F&B, tức là về cái hàng hàng nước uống ấy các anh chị, thì hàng tồn kho của nước uống nó lại kiểu khác nhá. Tôi lấy ví dụ như hàng tồn kho của nước uống, chẳng cái đồ uống chẳng hạn, là nó sẽ có deadline á, tức là nó sẽ có hạn á, thì nó có hạn thì chắc chắn rằng là chúng ta phải bán càng nhanh càng tốt rồi, đúng không ạ? Tức là chúng ta phải làm sao để mà chúng ta phải đẩy nó đi, bởi vì nếu không thì cái hạn đấy nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà cũng sẽ có những cái mặt hàng á là chưa có, những cái mặt hàng nó không thiếu thốn gì cả, nó không bị ảnh hưởng. Ví dụ như là vải vóc là không có bị ảnh hưởng chẳng hạn. Thì đôi khi chúng ta bán hết cũng là một cái điều tốt, nhưng mà đôi khi á chúng ta sẽ giữ lại nó, không phải là bán, nhưng mà chúng ta sẽ giữ nó trở thành món quà tặng, để gọi là sản phẩm tặng kèm cho với những cái sản phẩm khác, được không ạ? Đấy cũng là một trong những, ở Action Code thì chúng tôi có khoảng độ tầm gần 400 chiến lược để giúp cho các anh chị để giải quyết các cái vấn đề về 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 gọi là tăng lợi nhuận hay là tăng doanh thu đó. Và các cái chiến lược đó rất sâu trong đó, thì nó sẽ có từng cái chiến lược về xử lý hàng tồn kho như nào, cũng rất là thú vị các anh chị. Chúng mình sẽ gặp gỡ với nhau chi tiết hơn cho từng doanh nghiệp hơn ạ. Chúng mình đi tiếp được không ạ? Dạ, một câu hỏi tiếp theo ạ. Xin cảm ơn chị Lý Hà Thu. Xây dựng quy trình KPI cho nhân viên bộ phận sản xuất sao cho hiệu quả? À, hay quá. KPI ạ. Thực ra thì Dạ. KPI nó là gọi là cái chỉ số để đánh giá hiệu suất, đúng không ạ? Cái chỉ số để đánh giá hiệu suất thì cái đầu tiên á, nó sẽ phải phụ thuộc rất là nhiều vào cái mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty, và đặc biệt là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái mục tiêu của cái người đứng đầu, chính là các anh các chị. Ví dụ anh chị đang muốn đo lường cái chỉ số nào thì lúc đó chúng ta sẽ đưa ra cái tiêu chí đó. Tuy nhiên thì nó có ở Action Code, chúng tôi có cả một bộ công cụ để giúp cho các anh chị xây cái gọi là bộ công cụ luôn, và có cả một bộ tiêu chí luôn. Những anh chị nào trong các cái lĩnh vực sản xuất thì cũng có các cái bộ tiêu chí đó. Và việc của chúng ta đó là, thực ra thì tôi không giỏi tất cả mọi thứ, nhưng mà Action Code có rất nhiều thứ. Thế nên là các anh chị hình dung là chúng tôi là những cái người mà được đào tạo huấn luyện để sử dụng xuất sắc và sử dụng công cụ đó để hỗ trợ cho các anh chị em là các khách hàng của Action Code rất tuyệt vời. Thế nên là chúng tôi có những cái quy trình, có công cụ để giúp các anh chị. Thay vì cho việc là mình phải nghĩ, thì chúng ta đã có công cụ sẵn, và cái công cụ đó đã được chứng minh là hiệu quả trên toàn cầu của Action Code trong vòng gần 30 năm qua và trên 84 quốc gia rồi. Thế nên nên là tôi xin phép sẽ được trả lời với anh và giúp được đỡ anh trong cái buổi làm việc một một ạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, như vậy là anh Trần Đình Thành có thể liên lạc riêng với chị Lý Hà Thu để có thể được giải đáp kỹ hơn về cái KPI, đặc biệt là trong ngành hàng sản xuất ha. Cảm ơn anh Thành. Một câu hỏi tiếp theo đến từ chị Nguyễn Phương. Làm cách nào để chủ doanh nghiệp thay đổi tư duy kinh doanh trong thời kỳ mới khi họ không muốn thay đổi? Câu hỏi này rất là thú vị. Đời thay đổi khi ta thay đổi ấy các anh chị. Và nếu như mà chúng ta không thể làm được cái điều mà người khác không muốn, tức là mình cũng không thể thay đổi cái điều mà chính mình, khi mà mình đã không muốn thì mình sẽ không bao giờ muốn thay đổi hết. Thế nhưng mà một khi mà họ thực sự muốn thì họ sẽ thay đổi. Thế thì có một cái sự thật đó là thay vì cho việc đi thay đổi người khác thì chúng ta sẽ cần phải thay đổi chính mình ạ. Tôi sẽ chứng minh cái này bằng một cái này nó bằng khoa học thôi các anh chị nhé. Tức là con người ta từ 0 cho đến 3 tuổi ạ. Đây là kiến thức khoa học ạ. Từ 0 cho đến 3 tuổi, một người bình thường thì sẽ tích lũy được 50% hệ thống quan điểm sống. Tôi sẽ nhắc lại này, gõ ở trên ô chat nhé. Từ 0 cho đến 3 tuổi, một người bình thường thì sẽ tích lũy được 50% hệ thống quan điểm sống, nó đã được tích lũy bằng vô thức rồi. Tiếp theo từ 3 tuổi cho đến 7 hoặc 8 tuổi, trong cái khoảng độ đó thì một người bình thường tiếp tục tích lũy thêm 30% hệ thống quan điểm sống tiếp theo. Và từ 8 tuổi cho đến 18 tuổi thì một người bình thường tiếp tục tích lũy thêm 15% nữa hệ thống quan điểm sống nữa. Vậy bao nhiêu trong số các anh chị ngồi đây ạ, chúng ta đã trên 18 tuổi ạ? Các anh chị gõ giúp tôi số 1 vào ô chat đi ạ. Nếu như mà chúng ta là số 1 rất là nhiều ạ, thì các anh chị thì hình dung xem ạ, từ 0 tuổi cho đến 18 tuổi, con người bình thường người ta đã tích lũy hết 95% rồi, đúng không ạ?
Thế nên là người ta chỉ còn có 5% nữa để thay đổi thôi các anh chị. Một người bình thường chỉ còn có 5% để thay đổi thôi. Thế nên là thông thường nói về mặt về tâm lý thì mình cứ có rất là nhiều người cứ bắt người khác phải thay đổi. Nhưng thay vì bắt người khác thay đổi thì người ta có 5% thay đổi thôi, thì thay đổi họ dễ hơn hay thay đổi mình dễ hơn? Thì câu trả lời dành cho chính các anh chị ạ. Được. Cảm ơn dạ, em. Đúng rồi. Cảm ơn chị Lý Hà Thu ạ. Và đưa in xem thử chúng ta còn câu hỏi nào hay không ạ. Các nguồn thông tin uy tín để trả lời các câu hỏi trong vẽ chân dung khách hàng ở đâu thưa chị? Bên cạnh việc thống kê qua hỏi trực tiếp khách hàng. Các nguồn gì em nhỉ? Em đọc lại. Nguồn thông tin uy tín để trả lời cho các câu hỏi vẽ chân dung khách hàng ở đâu? Các nguồn thông tin uy tín, cái câu này ý của các anh chị đang hỏi về vấn đề là mình trong từng lĩnh vực ấy các anh chị, trong mỗi một lĩnh vực ấy thì chúng ta sẽ có cái gọi là ngành, tức là thông tin trong cái ngành đó, ví dụ như là bình quân tăng trưởng của cái ngành đó này, hay là cái đặc thù của cái ngành nghề đó này. Thì ví dụ các anh chị đang kinh doanh trong lĩnh vực về về ẩm thực này, hay là kinh doanh trong cái lĩnh vực về ví dụ như là xây dựng này hay thiết kế này gì đó, thì các cái thông tin mà nó liên quan đến cái ngành đó thì chúng ta sẽ đi vào các cái hoạt động chuyên ngành nhé, nghiên cứu vào trong các cái tài liệu chuyên ngành, cũng như là trên các cái diễn đàn chuyên ngành hoặc trong các cái hoạt động chuyên môn trong cái ngành đó. Nhưng có một cái bật mí nho nhỏ với các anh chị, đó là đây là cũng rất thực chiến. Ví dụ như tôi chẳng hạn thì thường là hay đọc trên cà phê ép với các anh chị, đặc biệt là để mà biết được cái gọi là tăng trưởng ngành, bình quân tăng trưởng ngành, cũng như là cái tỷ suất lợi nhuận ngành vân vân á, thì thường là trên cà phê ép các anh chị có một cái mục, nó gọi là cái mục chứng khoán á. Thì các anh chị có thể vào đó và đọc được các cái báo cáo tài chính của các cái ngành nghề trên đó, cũng rất thú vị. Đấy cũng là một trong những cái kênh thôi, đây là gợi ý với các anh chị. Còn ngoài ra có rất là nhiều cách ạ. Được. Dạ, không biết cảm ơn chị Lý Hà Thu. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn Lương Yên sẽ chủ động thời gian nhé. Dạ chị, mình còn khoảng 6 phút nữa ha, thì Yên thấy cũng còn vài một vài câu hỏi thôi. Để mà không bị bỏ qua thì rất nhiều anh chị muốn xin lại số điện thoại của chị Thu, không biết chị có thể cung cấp cho các anh chị em BNI hay không. Hiện nay thì Thu đang để ở trên cái phần tên của Thu, đó là có trang website là lihathu.com. Dạ. Anh chị có thể lên đó và sẽ có đầy đủ tất cả các thông tin của Thu ở trên đó ạ. Thì chắc dạ, là sẽ dễ rồi. Hơn, bởi vì các bạn gọi vào ô chat thì nó sẽ bị trôi đúng không ạ? Dạ. Nhớ tên lihathu.com thì sẽ dễ hơn đúng không các anh chị? Và nghiệt lắm, lỡ cũng không có nhớ hoặc là đánh không có đúng được tên của website của chị Lý Hà Thu thì các anh chị đừng ngần ngại liên hệ về với văn phòng BNI ha. Thông qua những cái kênh của BNI, ví dụ như là info@bni.vn hoặc là admin@bni.vn, chúng tôi sẵn sàng chuyển tiếp những cái câu hỏi, những cái lời hỗ trợ của các anh chị đến với chị Lý Hà Thu. Và Yên còn một câu hỏi nữa ạ. Theo chị Lý Hà Thu, điều gì khó khăn và chị quan tâm nhất khi vẽ chân dung khách hàng cho doanh nghiệp? Cái điều mà câu hỏi này là câu hỏi rất là đắt với các anh chị, rất hay luôn á. Và rất thú vị, bởi vì đây câu hỏi cuối cùng nhưng cũng lại làm câu hỏi thể hiện cái mấu chốt ạ. Nếu như mà chúng ta không rõ được cái sản phẩm của mình ấy các anh chị, mình không hiểu rõ cái sản phẩm dịch vụ của mình, thì cái điều vô cùng quan trọng, mình không hiểu sản phẩm của mình đang bản chất nó là cái gì, nó giải quyết vấn đề gì của xã hội á, thì sẽ rất khó để có thể vẽ được chân dung khách hàng. Các anh chị có đồng ý điều này không ạ? Trong bốn kiểu người bán hàng là có một cái kiểu người gọi là kiểu người yêu sản phẩm ấy. Cái kiểu người yêu sản phẩm, phần lớn những người làm kinh doanh ấy, thì có một bộ phận những anh chị làm kinh doanh là những người đi lên từ nghề. Những cái bộ phận những người mà đi lên từ nghề, sau đó thì hoặc là chúng ta, ai trong số các anh chị kinh doanh bằng việc là mình đi lên từ nghề, mình yêu quý cái lĩnh vực đó, mình có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó, thậm chí có mối quan hệ trong lĩnh vực đó, thì mình mở công ty ra, các anh chị vui lòng gõ số 1 ạ, nếu đúng như vậy, nếu không phải các anh chị gõ số 2 ạ. Và thông thường thì khi mình có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó, mình yêu thích nó, hay là mình có hiểu biết về cái lĩnh vực đấy, mối quan hệ về lĩnh vực đấy, thì chúng ta tập trung vào đó và chúng ta hiểu cái sản phẩm của mình. Và thường thì khi các anh chị hiểu sản phẩm của mình thì các anh chị kết hợp với cái việc là chúng ta muốn hướng tới giải quyết vấn đề gì cho xã hội, cho đối tượng nào, phân khúc nào, thì lúc đấy các anh chị sẽ vẽ chân dung khách hàng được chính xác nhất. Còn nếu không biết được cái điều đấy thì thực sự là rất là thách thức các anh chị.
Không biết là câu trả lời vừa rồi của Thu thì có thỏa mãn được phần của các anh chị không? Và tôi biết rằng là các anh chị sẽ còn rất là nhiều những cái trăn trở nữa, bởi vì trong một cái khuôn khổ thời gian rất là hạn hẹp như vậy á, thì chúng ta sẽ không thể nào mà tương tác hay là thỏa mãn hết được cho nhau ạ. Thì tôi có một cái gợi ý đề nghị như thế này ạ. Nếu như mà các anh chị nào mà muốn liên hệ với Thu thì thứ nhất đấy là gợi ý các anh chị là liên hệ với Thu thông qua BNI và đặc biệt là thông qua hệ thống của làm việc, có thể là liên hệ lại với cả BNI Việt Nam và tìm đến tên coach Jenny Lý Hà Thu ạ, hoặc của Action Coach, hoặc anh chị có thể lên trang website của Thu là lyhathu.com để các anh chị có thể tìm đến Thu, hoặc các anh chị có thể nhắn tin cho Thu ạ, bởi vì cái số lượng người liên tục và Thu cũng không có biết mặt các anh chị hết ấy. Thế nên là để tránh tình trạng là sẽ bị phạm lỗi với các anh chị là không kịp trả lời hay là tương tác hết được với các anh chị, thì các anh chị có thể là nhắn tin giúp Thu thì Thu sẽ trả lời từ từ và cũng sẽ đặt lịch hẹn dần với cả các anh chị ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Và có một cái câu nói, không biết là đã hết chưa nhỉ, bạn Lương Yên? Dạ hết rồi ạ. Thế thì quá yêu thích về ngành nghề của mình thì mình mới bán được sản phẩm, rất tuyệt vời ạ. Có anh trả lời hộ luôn là khi mình yêu thích về cái sản phẩm ngành nghề của mình thì mình mới có thể bán được sản phẩm, đúng rồi ạ. Và không phải chỉ là mình yêu thích về sản phẩm của mình đâu, mà mình không chỉ yêu thích sản phẩm của mình mà mình phải yêu cả khách hàng nữa. Anh có công nhận không ạ? Khi mình yêu sản phẩm của mình cộng với cái việc là mình yêu khách hàng, là mình làm gì để giải quyết được cái vấn đề của khách hàng, và sản phẩm của mình là cái giải pháp cho vấn đề của khách hàng, thì lúc đó tất cả các bên đều win ạ. Và các anh chị thân mến, thì đến với nhau là sự khởi đầu thôi, nhưng mà làm việc được với nhau là tiến bộ, và giữ được nhau là thành công ạ. Và chúng ta đã giữ được với nhau ít nhất thì trong suốt từ đầu giờ đến giờ, và số đấy là cái niềm hạnh phúc rất là lớn của tôi cho đến giờ phút này ạ. Và mong rằng là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong nhiều những cái dịp tiếp theo nữa, và kết nối với nhau sâu hơn và giúp đỡ được nhau nhiều hơn, chia sẻ giúp các anh chị ạ. Chúc các anh chị có một sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc và bình an, và đặc biệt là thu hồi được thật tốt doanh thu lợi nhuận mục tiêu của mình ạ, cho 6 tháng cuối năm ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị và chúc các anh chị một đêm ngon giấc ạ. Dạ, cảm ơn chị Lý Hà Thu rất là nhiều thay lời cho tất cả các anh chị tham dự chương trình ngày hôm nay. Cộng đồng BNI Việt Nam xin được gửi một cái lời cảm ơn chân thành đến chị Lý Hà Thu. Kính thưa các anh chị, nếu các anh chị vẫn mong muốn là được nghe, được xem lại cái chương trình này kỹ hơn, các anh chị có thể lên fanpage của BNI Việt Nam chúng ta cùng xem lại, bởi vì chương trình này được phát livestream trên fanpage. Bên cạnh đó, những chương trình Business Booster như thế này đều được chúng tôi đăng tải trên BNI Business Builder, một cái nền tảng công cụ dành riêng cho thành viên BNI. Các anh chị vừa theo dõi lại nhưng mà cũng vừa được tích lũy điểm học tập trên BNI Business Builder các anh chị ha. Và cảm ơn chị Lý Hà Thu một lần nữa. Chúng ta sẽ có 10 ngày để mà xem lại bài cùng nghiền ngẫm những cái câu hỏi rất là hay trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này số tiếp theo vào ngày 27 tháng 7 các anh chị ha. Vào tối thứ ba 27 tháng 7 cũng khung giờ này, từ 8 giờ đến 10 giờ. Hẹn gặp lại các anh chị vào chương trình tiếp theo. Và bây giờ xin cảm ơn chị Lý Hà Thu, xin được kính chào các anh chị, chúc anh chị một buổi tối ngủ ngon và một cái hành trình tiếp theo rất là tuyệt vời ạ. Xin được chào chị Lý Hà Thu và xin được chào tất cả các anh chị ạ.